Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới có bút danh là Giấc Mơ. Bạn ấy gửi đến cho chúng ta tập truyện có tựa đề Ác Thai. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Âm thanh bị bõm của tiếng mái chèo xuôi dòng nước làm cho nó lơ mơ tỉnh dậy. Nó còn đang lim dim, chợt mở bừng mắt ra, đã thấy trời còn chưa sáng, bầu trời tối đen như mực, xung quanh là màn sương mù lãng đãng hạn chế tầm nhìn. Nó ngơ ngác nhìn quanh và thấy mình đang trôi chậm chậm ở một không gian thênh thang đến vô tận. Bốn bề là một màu đen kịch, không phân biệt được nước với trời. Giữa nơi mênh mông vô định, chỉ còn tiếng mái chèo lướt trên mặt hồ êm ả, âm thanh hiếm hoi giữa chốn hoang vu. Đây là đâu? Nó tự hỏi. Một lát sau, nó mới rón rén nhổm người dậy, thấy mình đang ở trên một chiếc thuyền độc mộc. Nó căng mắt cố nhìn cho rõ phía trước, nhưng chỉ thấy qua làn sương mỏng một vóc người cao gầy trong bộ áo choàng đen trùm kín đầu. Người ấy từ nãy tới giờ cứ lặng thinh xuôi mái chèo, không lên tiếng. Một người chèo thuyền mang bộ dạng kỳ quặc. Nó cảm nhận rõ nỗi sợ mơ hồ trong mình cứ thế lớn lên. Cuối cùng, nó chỉ còn biết ngồi im, không dám gây ra bất cứ tiếng động nào trên chiếc thuyền con cũ kỹ. Nó cứ thế nín thở chờ đợi và trộm nghĩ, có lẽ là một chủ nhân khác của mình. Nó từ lâu đã không còn nhớ chủ nhân đầu tiên là ai. Con thuyền vẫn lầm lũi lướt trên mặt hồ yên ả không gợn sóng. Sương mù kéo đến ngày một nhiều, đến mức ngoảnh đầu lại đã không còn thấy bờ bên kia. Kịch một tiếng, nó mãi suy nghĩ mông lung, cho đến khi âm thanh khô khốc của mạn thuyền va vào cầu gỗ đã mục ruỗng vang lên. Người bí ẩn chậm chậm bước lên bờ, nắm chặt dây thừng già, chờ đợi. Nó cũng vội vã đứng dậy bước theo, và ngước lên muốn nhìn cho rõ chủ nhân. Nhưng áo choàng đen to quá khổ đã che hết đi khuôn mặt. Chỉ chờ có thế, người bí ẩn nhanh chóng trở về con thuyền, từ từ xuôi mái chèo. Nó bây giờ chỉ biết yên lặng nhìn theo chiếc thuyền đang chậm rãi khuất trong làn sương dày đặc, cho đến khi âm thanh mái chèo thưa dần, thưa dần. Bây giờ nó mới lững thững quay bước tiến về cánh cổng đóng bằng gỗ cũ kỹ, siêu vẹo. Và kìa, bộ hài cốt cền cền với lớp lông vũ màu đen tả tơi đang đậu trên cổng đứng chờ. Giây phút nó lướt qua và thầm nghĩ con cền cền có lẽ đã chết, thì liền nghe thấy tiếng xào xào, âm thanh đập cánh bay đi. Một cơn gió khô khốc cuốn tới, làm tung bay thảm lá mục dưới chân, nghe lạo xạo lên. Sương mù tan dần, trước mặt nó hiện rõ một cái ngách nhỏ tối đen và sâu hun hút. Hai bên là thành vách khổng lồ như trái núi. Nó chợt nổi da gà khi cảm nhận được tiếng hú của cơn gió từ cõi hư vô vọng về, thống thiết lạnh buốt. Nó chưa vội bước vào mà ngửa mặt lên ngắm nhìn công trình sừng sững cao chọc trời. Thấy rõ là những bức tượng đầu người đứng nghiêm trang với áo choàng dài chấm đất. Một áng mây đen trôi qua, lộ rõ ánh trăng màu đỏ máu đang treo trên cao và phả thứ ánh sáng kỳ quặc xuống nhân gian mờ ảo. Ở cái nơi tranh sáng tranh tối càng khiến cho dãy tượng đá thêm phần u linh, huyền bí. Bây giờ sương mù đã tan hẳn và trả lại cho không gian u ám một màu trăng đỏ thẫm.
Nó vô thức bước vào bên trong cái ngách nhỏ sau hun hút, không nhìn thấy lối ra. Đây là đâu? Nó lại tự hỏi. Vượt qua cái lối nhỏ đen tối, ẩm thấp và chật hẹp, với ngổn ngang đất đá nắm mốc ở dưới chân, nó há hốc bất ngờ trước miền đất lạ mênh mông và kỳ vĩ. Cảnh vật trước mắt vô cùng lạ lắm, nó chưa được nhìn thấy bao giờ. Trước mặt nó giờ đây là một mặt hồ phẳng lặng trong veo, trải dài đến cuối chân trời, in cả bóng trăng phi lao dưới đáy nước. Bên phải là một tán rừng mang đầy hình thù kỳ dị trong làn sương lãng đãng, với những gốc cây ngoằn ngoèo uốn lượn đan vào nhau như những con trăng đang trường bò quấn quýt, đang xen không thấy lối đi. Phía xa là triền đồi ẩn hiện cùng với cối xay gió lấp ló hiền hòa. Đất đá nơi đây cũng lởm chởm và khô khốc, cùng thảm lá mục ruỗng khắp một vùng. Cả không gian mang vẻ ma quái, với màu đỏ máu vắng lặng như tờ, nghe rõ tiếng gió đang khóc than. Nó còn đang chôn chân đứng ngẩn ngơ thì một con ngài to lớn với hai cái xoáy đen trên cánh, trông như đôi mắt ma quái, đang nhìn chòng chọc lướt qua người nó. Một sinh vật sống hiếm hoi ở chốn hoang tàn, chậm nó toàn cất bước đi theo con ngài kia. Nhưng tiếng ngựa ở đâu bỗng vang lên một góc rừng. Nó giật mình đứng yên, lặng nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, rột rạc trên nền đất đá khô cứng. Nó nín thở bất động quan sát từ sau cánh rừng. Và rồi một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền rối tung, cưỡi một bộ hài cốt ngựa bước ra khỏi cánh rừng ma quái. Người ấy mang y phục màu trắng nhưng tả tơi, bẩn thỉu, tay ôm khư khư một đứa bé được quấn như xác ướp, cũng là những dải lụa trắng dơ dái và mục nát phấp phới theo cơn gió đang mạnh dần, cuốn đám lá dưới chân tung bay lên. Làn tóc người phụ nữ cũng bị thổi bay về một phía, không nhìn rõ mặt. Có lẽ người phụ nữ đã nhìn thấy nó. Nó cũng đứng chôn chân quan sát, không dám thở mạnh, chờ đợi hành động tiếp theo của người mẹ ma. Bỗng có tiếng kền kền bay lượn làm động một góc trời. Người phụ nữ cũng giật mình thúc ngựa chạy đi. Rất nhanh bộ hài cốt ngựa men theo lối mòn quanh hồ nước và mất khúc sau rặng phi lao. Nhưng giây phút con ngựa lướt qua, nó cũng kịp thấy bàn tay đứa bé nắm chặt tà áo của mẹ, cũng là một mẩu xương sẩu đen xì, bé xíu. Nó vô thức đi theo dấu chân ngựa. Có lẽ giữa chốn mông quạnh này, nó lại thấy muốn bấu víu vào thứ gì đó khiến cho nó cảm giác an toàn. Không biết người phụ nữ đó có an toàn hay không, nhưng cũng đỡ đáng sợ hơn cái thứ di chuyển bằng tứ chi đang lầm lầm đi theo nó từ nãy tới giờ. Thứ đó trông như một con nhện khổng lồ, với hai mắt đỏ âu và phát sáng, thân hình đen đúa đầy lông lá, còn tứ chi thì ốm o gầy mòn, cứ tò mò theo từng bước chân từ nãy tới giờ không rời. Nó bực mình nhặt luôn hòn đá cuội ném vào thứ dị hòm đó. Nhưng đó lại là một hành động ngu ngốc. Tiếng động lóc cốc của hòn đá rơi xuống nền đất khô cứng vang lên. Tức thì vô số ánh mắt đỏ âu bừng sáng và chậm rãi di chuyển từ trong bóng tối. Một cảm giác gai rợn truyền đến. Nó sợ hãi thụt lùi vài bước để tránh thứ dị hòm lông lá kia. Một áng mây trôi qua để lộ mặt trăng màu đỏ tròn vành, thấy rõ vô số sinh vật lông lá đang lũ lượt bò về phía nó. Nó rùng mình lùi lại mấy bước, nhưng xung quanh đã bị vây kín như đàn kiến đang bu quanh viên kẹo đường. Hết cách, nó đành len lỏi trèo vào hốc cây du núi khô đét, ngồi co ro hòng tránh được đám sinh vật kỳ dị kia. Chúng ngày một gần và áp sát thân gỗ mục, ngước lên đánh hơi. Khoảng cách gần đến nỗi nó thấy qua làn củi khô rậm rạp là gương mặt sọ người già cỗi, với hai hốc mắt sâu và cái miệng há dài
như đang cố gào thét. Tiếng kền kền vang lên một lần nữa nghe khẳng đặc. Bọn chúng giật mình quay ra và lũ lượt bò về phía cái tiếng quạt quạt đục ngầu đó. Ngài hài cốt kền kền với bộ áo choàng đen tơi tả đang đứng sừng sững trên một cái đầu lâu khổng lồ như trái núi. Cái đầu lâu đang tuôn ra thứ nước đỏ ngòm, đặt quánh ngay bên hồ nước lặng câm. Máu đỏ dần lan trọng, xâm chiếm mặt hồ. Đám sinh vật kỳ dị chen chúc nhau đổ về, khuấy động mặt hồ đang yên ả. Chúng thi nhau lặn ngụp và chui vào đầu lâu tận hưởng. Lúc này ngài kền kền mới thủng thẳng bay đi. Nó cũng nhanh chóng chui ra khỏi hốc cây mục và chạy về hướng rừng cây kỳ dị. Vượt qua cánh rừng với vô số gốc cây xoắn ốc ghê rợn, tưởng như không có lối ra, nó bước đến một vùng đất khác cũng u tối và đầy sương mù. Không còn là không gian màu đỏ máu như lúc nãy. Bước qua lớp sương mù dày đặc, một khu phố thưa thớt không ánh đèn hiện ra. Chốn hoang vu cũng chỉ nghe âm thanh gió hú. Một cơn gió thổi mạnh cuốn lá khô bay khắp con đường. Nó chậm chậm bước qua dãy nhà u tịch, hòng tìm thấy một chỗ dừng chân. Nhưng những cánh cửa đều đóng im lìm, lạnh lẽo. Càng vào trong khu phố, những âm thanh kỳ lạ càng bắt đầu vang lên. Nó cố gắng lắng nghe tạp âm khe khẽ thoát ra từ những ngôi nhà hai bên đường. Nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, tiếng cúc cu, tiếng bon bon của đồng hồ quả lắc đã điểm 12 giờ. Âm thanh rè rè của máy radio cũ, tiếng trẻ con khóc văng vẳng, nghe như tiếng mèo kêu. Những bài thánh ca vang vọng lên đầy trong trẻo nhưng ma mị, và nhanh chóng tan vào màn đêm hun hút. Nó còn nghe đâu đó tiếng cầu kinh rầm rì, thống thiết. Một thứ ánh sáng le lối ở cuối con đường, thứ ánh sáng hiếm hoi như đang thôi thúc nó đi nhanh hơn. Qua khỏi dãy nhà lại là một không gian khác mang sắc tím hoàng hôn. Không khí đầy bụi mịn, chỉ thấy cảnh vật mờ mờ với triền đồi màu đỏ mênh mông cùng với cối xay gió đang vận hành chậm rãi. Khung cảnh quen thuộc như đã thấy ở đâu rồi. Có lẽ là trong một giấc mơ nào đó. Nó cũng không nhớ nữa mà tiếp tục bước đi. Dưới triền đồi, đoàn người lớn bé ở đâu đổ về. Trong vẻ mặt ai cũng xám xịt, quần áo rách mướp và bẩn thỉu. Họ từ từ dìu dắt nhau, tay xách nách mang, chậm rãi đi về phía cuối chân trời. Nó còn đang chần chừ chưa muốn đi theo dòng người vô hồn thì đã nghe bước chân nặng nề chậm rãi tiến đến. Một người khổng lồ mặc bộ đồ phi hành gia kín mít và đầy rêu móc xám xanh, trên đầu đội một cái mũ cối và dây nhợ lộn xộn như vòi bạch tuộc, che kín đi khuôn mặt. Người kỳ lạ đang lùa những con người nhỏ bé xuống dưới triền đồi. Nếu có ai trốn chạy thì những chiếc vòi ma quái như có mắt lập tức bắt lấy đầu từng người. Rất nhanh sau đó, ai cũng nở một nụ cười vô hồn, ngoan ngoãn đi theo phía đoàn người đối rách kia. Nó chợt thấy sợ hãi điều sắp sửa xảy đến với mình, rón rén lùi về sau tránh né người khổng lồ xanh. Chiếc cối xay gió già nua bỗng chuyển động kêu lên cọt kẹt. Người khổng lồ bất ngờ quay sang. Nó giật mình nuốt ực nước bọt, rùng mình chạy ra khỏi nơi đó thật nhanh, nhưng không sao bước nổi. Những chiếc vòi bạch tuộc đang lần mò vươn tới. Cảm giác da gà nổi lên toàn thân. Nó không muốn bị điều khiển. Nó phải chạy khỏi cái thứ quái đản này càng nhanh càng tốt. Giờ đây nó có thể nghe rõ nỗi sợ đang dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Nó lóng ngóng cố trèo lên cao, cao hơn nữa, hy vọng thoát khỏi người khổng lồ đang chậm rãi tiến tới. Người đó vươn bàn tay ra ngăn lại, nhưng nó nhanh chóng phóng qua được và ngã nhào lên nền đất khô cứng. Nó lồm cồm bò dậy,
tiếp tục leo lên cao. Khi quay lại đã thấy thêm một vài tên khổng lồ đang đi qua hòng bắt lấy nó. Bên dưới đã là vực sâu hun hút, không thấy đáy, chỉ thấy sương mù trôi lãng đãng. Những chiếc vòi bạch tuộc đang nằm ở ngay đằng sau. Nó không suy nghĩ nhiều, liền nhắm mắt lại và thả mình xuống khoảng không vô định. Nó chỉ biết thét lên đầy sợ hãi và nghĩ mình chết chắc rồi. Một bàn tay ấm áp và gầy guộc giữ nó lại. Một giọng nói ồm ồm vang lên: "Tỉnh dậy đi, cậu bé." Nó mở bừng đôi mắt to tròn, thấy rõ hai màu mắt một xanh một đen khác biệt. Nó giáo giác nhìn xung quanh, đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là những bệnh nhân khác đang ngó nghiêng về phía nó. Có lẽ nó đã gào thét rất lớn, khiến cho ai cũng hoảng hồn. Thì ra nãy giờ nó chỉ mơ thôi, một giấc mơ lớn. Nó nuốt nước bọt và thầm nghĩ. Một người đàn ông đỉnh đạt với gương mặt hiền từ bây giờ cũng thở phào và rót cho nó cốc nước. Nó rón rén đón lấy và cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ông đưa tay lên vuốt lại mái tóc đã hoa râm và từ từ hỏi nhỏ: "Cậu bé à, con còn nhớ chuyện gì không?" Nó rụt rè lắc đầu. Người đàn ông thở dài và nói tiếp: "Nhà con ở đâu? Ta nhờ người đưa con về." "Nhà là gì? Ý ông là trại tập trung hả?" Người đàn ông mím môi nghẹn ngào, xót thương cho thân phận cậu bé chỉ mới 7 tuổi. Cậu bé mới rụt rè hỏi tiếp, giọng nhỏ lại: Ông là chủ nhân mới của tôi sao?" Ông ta bật cười với cách gọi ngô nghê của cậu. Đoạn ông lắc đầu giải thích: "Nếu con không có nơi nào để về thì từ nay ta là người thân của con, có được không?" "Dạ chủ nhân." "Gọi ta là thầy." "Dạ thầy." Mười năm sau, chiếc xe hơi màu đen lọt thỏm trong rừng thông xanh, từ từ rẽ vào khu biệt thự riêng biệt. Nhà nào nhà nấy mang phong cách châu Âu cổ điển. Chiếc xe di chuyển chậm chậm, rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự ba tầng màu trắng. Một người đàn ông mặc áo sơ mi và quần Âu bước xuống xe, vội vàng vòng ra sau mở cửa. Một người phụ nữ mặc bộ pyjama màu hồng, tay bế một đứa bé còn ẩm ngửa đi ra. Cô đưa mắt ngắm nhìn chung quanh một lượt. Khuôn viên nơi đây rộng rãi, với bãi cỏ xanh, cùng với hàng tùng tháp cắt tỉa gọn gàng, hài hòa đẹp mắt. Ngôi biệt thự cũng rất đẹp, với ban công đầy hoa và nội thất cổ điển ấm cúng. Cô cứ thế đứng ngắm nghía và nở một nụ cười hài lòng. Người đàn ông lúc nào đã cầm một chiếc ô bung bét hết cỡ, đứng yên chờ đợi. Thấy cô mỉm cười, anh cũng cười theo, hạnh phúc ôm lấy vai cô tiến vào bên trong. Đặt thiên thần đang say giấc mơ đẹp vào trong nôi, cô nán lại ngắm gương mặt đang say ngủ hồi lâu. Lúc quay lại, cô giật thoát mình, suýt đánh rơi bình sữa đang cầm trên tay, vì chồng cô đã đứng sau lưng từ bao giờ. Người đàn ông cười hiền, trêu đùa: "Nhát gan gì? Anh đi làm, em dám ở một mình hay không?" "Em cũng là con gái Đà Lạt mà, sợ gì chứ. Cảm ơn ông xã đã theo ý em. Con gái chúng ta sẽ trở thành cô gái Đà Lạt dịu dàng, tao nhã." Cô âu yếm vòng tay qua cổ anh và thỏ thẻ. Cả hai cùng hướng ánh mắt về phía thiên thần đang ngủ say. Đoạn anh cũng vuốt lại mái tóc cho cô,
âu yếm dặn dò. Em chịu khó vài hôm rồi ngoại lên nha. 3 năm yêu nhau, 1 năm cưới nhau, nhưng tình yêu anh dành cho cô vẫn như lúc ban đầu. Cuộc sống của đôi vợ chồng Son, Chi và Mạnh vẫn diễn ra bình thường như bao gia đình nhỏ khác. Buổi sáng, Chi sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng nóng hổi cho chồng. Lúc anh đi làm thì công chúa nhỏ cũng đã thức dậy. Phòng khách rộng rãi nên cô bày nhiều đồ chơi cho con bé. Còn mình thì làm những công việc nhà vặt vãnh. Khi em bé buồn ngủ, cô sẽ đặt công chúa nhỏ vào trong nôi, hát cho em nghe vài ca khúc dịu êm. Bên cạnh chiếc nôi là máy theo dõi bé khóc. Khi cô bé khóc, nó liền phát ra tín hiệu đến thiết bị cầm tay của Chi. Cô đều phát hiện mà dỗ dành kịp thời. Công việc ở bệnh viện tuy bận rộn, nhưng Mạnh đều cố gắng về nhà đúng giờ cho hai mẹ con cô đỡ cô đơn. Cả gia đình 3 người quay quần bên bữa cơm ấm cúng, nói với nhau thật nhiều chuyện tâm tình. Nhìn thấy bóng dáng người vợ hiền cùng với đứa con kháu khỉnh trong nôi, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày của anh dường như tan biến hết. Một ngày nọ, Đà Lạt về đêm có mưa phùn lất phất. Mạnh nằm trong phòng ngủ, vừa đọc sách vừa trông em bé. Chi thì bên trong phòng tắm. Đến khi bước ra đã không thấy chồng đâu. Cô vừa lau tóc vừa gọi anh mang máy sấy giúp mình, nhưng không một tiếng trả lời. Em bé vẫn đang nằm trong nôi ngủ say. Trong không gian thoáng chốc trở nên im ắng bất thường, nghe rõ tiếng mưa tạt đều lên cửa kính. Chi nhón tay lấy máy sấy tóc, nhưng chợt thấy có chút mơ hồ. Cô đi ra ngoài và gọi tên chồng xuống phòng khách, nhưng vẫn không có tiếng trả lời nào. Phòng khách vắng tanh, có lẽ anh ấy đã đi ra vườn. Cô nghĩ và trở vào phòng lấy thêm áo khoác, định bụng sẽ đi tìm anh. Nhưng khi vừa mở cửa thì một bóng đen cao lớn đang đứng sừng sững ngay đó từ bao giờ. Bị bất ngờ, tim cô bỗng đánh thịch một cái. Cô giật mình đánh rơi mái sấy tóc đang cầm trên tay, mắt nhắm nghiền lại, hét lớn trong cơn hoảng loạn. Khi còn đang la hét thì cô cảm nhận đôi tay ai đó chộp lấy vai mình lại. Nè, anh đây mà. Nhưng Chi vẫn không nghe, cứ đấm vào ngực Mạnh thùm thụp. Anh nắm lấy tay cô lớn tiếng trấn an. Chi, là anh nè. Bây giờ Chi mới hoàn hồn và rưng rưng nhìn chồng mình đang đứng cười hề hề ngay trước mắt. Sau lưng anh, một chiếc áo vest đang nằm chỏng chơ trên sàn. Mạnh đắc ý trêu cô nhát gan. Còn em bé nghe động liền thức dậy òa khóc. Chi bực mình nghiến răng đẩy luôn anh ra ngoài khóa cửa lại. Mạnh ngơ ngác một lúc, liền gõ cửa ầm ầm, trối trích xin lỗi vợ. Điều đó làm cho em bé thêm hoảng sợ và khóc to hơn. Chi càng thêm tức giận. Cô vứt luôn áo vest của anh ra ngoài, bảo anh đêm nay ngủ sofa. Sau đó cô lạnh lùng khóa cửa lại, rồi ôm em bé đi ngủ. Mạnh không dám gọi cửa thêm. Anh đành tiêu nghỉu xuống phòng khách nằm dài chờ đợi. Khi con ngủ rồi, anh sẽ tìm cách làm lành với vợ sau. Anh nằm suy nghĩ vẩn vơ, từ từ chìm vào trong cơn mê lúc nào không hay. Nửa đêm, kim đồng hồ chỉ 1:05. Mạnh bỗng choàng tỉnh vì cảm thấy khát khô cả cổ. Anh lò dò vào bếp rót ly nước nóng. Đèn cảm ứng trong bếp bật lên, còn phòng khách thì vẫn tối om như mực. Đang uống nốt ly nước thì âm thanh cót két từ cánh cửa gỗ vang lên. Anh giật mình quan sát, nhưng rất nhanh liền thầm nghĩ là Chi xuống tìm anh, nên bèn lên tiếng. Ủa, sao giờ này em còn chưa ngủ? Nhưng đối diện với anh là một màn đêm tĩnh mịch u ám, không một tiếng động, không một tiếng trả lời. Một cảm giác rợn rợn tóc gáy truyền đến. Anh đặt ly nước xuống,
thận trọng bước ra ngoài phòng khách. Không gian lặng thinh, nghe rõ nhịp tim đập hoảng loạn của mình. Thình thịch, thình thịch. Mạnh vội bật công tắc điện lên, ngay lập tức giật thoát mình, hoảng hồn hết cỡ khi thấy cửa chính đang mở toang ra. Theo phản xạ, anh chạy ra ngoài và gọi lớn: "Chi?" Nhưng bên ngoài cũng vậy, cũng tĩnh lặng như tờ. Bóng tối dày đặc bao quanh, nghe rõ phía xa xa là tiếng thông reo vi vu trước gió. Anh đóng chặt cửa, kiểm tra lại thì thấy khóa đã bị lỏng. Có lẽ lúc nãy anh quên khóa cửa nên gió làm mở bung ra. Anh chép miệng, nghĩ chắc có lẽ là như vậy. Mai phải gọi thợ đến, vì căn nhà mua lại nên một số đồ cũng không còn được tốt lắm. Anh trở về ghế, bật tivi kiểm tra camera một lượt. Căn nhà vẫn vậy, không có gì bất thường. Hai cô công chúa của anh vẫn đang ngủ say. Thấy thế anh lại không nỡ lên phòng gõ cửa, đành nằm xuống ghế trùm áo vest mà ngủ tiếp. Anh không biết rằng khi mình đang say ngủ thì camera phòng ngủ chợt nhòe đi, chớp nháy vài cái trước khi tắt ngấm. Cả căn nhà lúc này lại chìm vào trong bóng tối âm u lạnh lẽo. Chi đang lơ mơ, cảm nhận được một thứ gì mềm mềm, lạnh lẽo bám lên vai mình. Cô cười thầm, nghĩ mình cũng hại anh ấy thảm quá rồi. Ở dưới nhà lạnh quá, bàn tay anh ấy cũng lạnh buốt, không phải cảm giác ấm áp thường ngày. Nhưng cô vẫn còn giận dỗi, liền quay sang một bên rồi ngủ ngon lành tới sáng. Sáng hôm sau, cây cối trong vườn vẫn còn đọng sương sớm sau một đêm mưa không ngớt, một ngày lạnh lẽo và âm u. Chị cũng uể oải thức dậy sau một giấc ngủ dài. Theo thói quen, cô lại đánh thức chồng mình dậy đi làm, thì bất ngờ khi thấy chiếc giường trống không. Anh đã dậy trước rồi sao? Con gái của cô vẫn yên giấc ngủ ngon, với đôi má hồng phúng phính bị em đè bẹp sang một bên. Như thường lệ, cô xuống bếp và chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Thấy anh bước ra từ nhà tắm, cô liền lém lỉnh trêu: "Tại sao không tắm ở trên phòng mà xuống đây?" Nhưng anh cốc đầu cô và bảo là không phải tối qua bị phạt ngủ sofa hay sao. Rồi thản nhiên ngồi vào bàn ăn bánh mì trứng ướp. Nghe đến đây, nụ cười trên môi cô vụt tắt đi. Đúng là sáng nay cô ra ngoài thì thấy cửa vẫn còn khóa trái. Anh thật sự không có vào trong phòng. Vậy đêm qua ai đã vỗ vai cô? Lúc đó cô có tỉnh dậy và nghe tiếng mưa rơi, không phải là mơ. Cô liền cảm thấy sởn hết gai ốc khi trộm nghĩ căn nhà này có thứ gì đó lạ kỳ. Đến khi nghe tiếng gọi dồn dập của chồng, cô mới sực bừng tỉnh. "Chi? Chi à? Trứng cháy rồi kìa em." Cô giật mình tắt bếp, định kể lại chuyện hôm qua cho chồng nghe. Nhưng lúc này nghe tiếng điện thoại vang lên. Anh liền nghe máy, rồi tạm biệt cô và gấp rút ra khỏi nhà. Chị cũng nhanh chóng xua đi ý nghĩ, có lẽ do mình nghĩ nhiều thôi. Ăn sáng xong, cô lấy đồ trong máy giặt ra ngoài sân phơi. Lúc này máy báo khóc chợt phát tín hiệu và nghe rõ tiếng em bé khóc thút thít. Cô vội lau tay chạy vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Nhưng khi lên đến nơi, cô giật mình khi thấy em bé vẫn ngủ ngoan ở trong nôi, không hề có dấu hiệu vừa mới khóc xong. Con bé dậy khóc và ngủ lại nhanh như vậy sao? Hay là cái máy này có vấn đề? Cô còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì âm thanh cót két của cửa gỗ vang lên, từ từ, chậm rãi. Nghĩ thầm có lẽ Mạnh về, cô vội chạy xuống nhà, đã thấy cửa nhà đang mở toang. Cô chạy ra ngoài gọi tên anh, nhưng không có xe anh ở đó. Bây giờ cả khu phố cũng bỗng chốc yên ắng lạ thường,
không một tiếng chim hót. Cô vội quay vào nhà đóng cửa một lần nữa, tìm trong bếp, trong nhà vệ sinh, tất nhiên đều không thấy chồng đâu. Bây giờ cô mới lại xem màn hình tivi. Mọi ngõ ngách trong nhà hoàn toàn không có một bóng người. Cô đứng chôn chân ở phòng khách, để mặc cho tâm trí quay mòng mòng, không ngăn lại được. Lúc nãy mình có đóng cửa chưa? Hình như là rồi. Sao nó lại tự mở ra? Hay anh Mạnh lại trêu mình? Đang còn chưa hoàn hồn thì đột nhiên cánh cửa sau lưng lại cọt kẹt mở ra. Chị giật thoát mình, hoảng loạn đánh rơi mấy báo khóc đang cầm trên tay. Lúc này chiếc máy cũng bắt tín hiệu, nghe rõ tiếng em bé đang khóc ré lên, nghe như tiếng hét thất thanh vọng xuống. Nỗi sợ mơ hồ trong cô lúc này mới thực sự bùng nổ. Ngay lập tức, cô lao như một mũi tên hướng lên lầu, không còn kịp suy nghĩ gì. Cô rưng rưng nước mắt mà chạy hết sức, nhưng cảm giác đôi chân run rẩy, chỉ chợt vấp té, không dám quay đầu lại. Đến nơi, cô khóa chặt cửa và vừa ôm em bé đang khóc òa, vừa gọi điện cho chồng mình nức nở. Anh ơi, em sợ quá anh ơi. Nghe rõ tiếng vợ con mình đang khóc qua điện thoại, Mạnh cũng cuống quýt giao ca và lập tức chạy về. Chiều muộn, những người thợ đang tập trung mài dũa và sửa lại bản lề cửa chính. Mạnh thì đang an ủi vợ trên lầu. Em bé cũng đang bận khám phá mớ đồ chơi mới mua. Có điều tâm trạng của Chi vẫn chưa ổn định lại. Cứ nhìn con gái thẫn thờ không lên tiếng, mặc dù anh đã giải thích là do khóa cửa bị hỏng. Đang bóp vai cho vợ, bỗng anh phát hiện trên vai cô có vết bầm tím. Liền thắc mắc hỏi xem cô có va vào chỗ nào hay không. Nhưng cô bảo không có. Chợt nhớ ra chuyện gì, Chi liền quay lại kể. Anh, tối qua anh không có quay về phòng, nhưng mà rõ ràng em thấy có người chạm vào vai mình á. Mạnh liền ôm lấy gương mặt cô mà trấn an. Chắc là tối qua em nằm mơ thôi. Còn cái chích bầm này á là do em bị thiếu vitamin K đó. Anh sẽ kê thuốc cho em. Đừng có nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Chị thở dài, để mặc bàn tay chồng ôm lấy mái tóc mình, ngã vào bờ vai anh ấm áp. Thấy vợ còn bất an, anh liền đùa thêm. Tối em đừng có đuổi anh ra ngoài nữa, thì sẽ không có chuyện gì đâu. Cô phì cười, ôm lấy vai anh, có vẻ đã an tâm phần nào. Nhưng sâu trong lòng, cô cứ cảm thấy bất an, như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Cũng như thường lệ, sáng hôm nay Mạnh đã đi làm sớm. Chị cũng vừa thay một chiếc váy hoa nền nã, đứng trước gương cột lại mái tóc dài cho gọn gàng. Đoạn cô đội nón len lên cho con gái, âu yếm điệu em bé lên trước ngực. Hai mẹ con cũng chuẩn bị ra ngoài. Mạnh sợ Chi ở nhà buồn, suy nghĩ lung tung, nên gợi ý hai mẹ con có thể đón xe buýt đi dạo thành phố cho khuây khỏa. Có lẽ mới sinh nên tâm trạng của cô cũng thay đổi, hay lo âu thất thường nên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng hay. Chiếc xe dừng lại trước một tiệm cà phê nhỏ, có nhiều hoa và sách. Chi liền bước xuống, đi vào bên trong. Cô nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa kính, đủ yên tĩnh ngắm nhìn thành phố và thủ thỉ cùng em bé trên tay. Bên kệ sách có một cậu nhân viên cao và gầy, trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần Âu, đeo kính đậm màu. Từ nãy giờ cứ quan sát hai mẹ con, điệu bộ rất kỳ lạ. Chị cũng nhận ra, thấy có chút không thoải mái. Đang định đứng lên đi qua tiệm khác thì một giọng nói vang lên gọi ngược cô lại. Ờ,
Thùy Chi phải không? Cô giật mình quay lại định chào hỏi thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cô chợt đứng hình nhìn người đàn ông trước mặt, không nói được gì. Người ấy mặc áo len màu đen, khoác hở áo vest ngoài cùng với quần jean năng động. Trông cô có vẻ bối rối, còn anh ta thì mừng rỡ hỏi dồn. Đúng là em rồi. Anh Dũng đây, em còn nhớ anh không? Anh ta nhìn xuống đứa bé, rồi nhìn lại Chi với vẻ mặt ngơ ngác và thoáng chút thất vọng. Cô cũng cúi đầu lảng tránh, toan rời đi, nhưng anh lại ân cần mời cô ngồi xuống, sợ cô ôm em bé đứng lâu thấy mỏi. Thấy cậu thanh niên đeo kính râm vẫn đứng ngay kệ sách nhìn mình chằm chằm, cô bỗng thấy hơi sợ, đành ngồi xuống với anh. Dù gì cũng có quen biết nên ngồi với Dũng cũng an toàn hơn. Dũng bắt đầu hỏi thăm cuộc sống của cô, gật gù nhẹ nhẹ khi biết cô đã có gia đình. Anh cho biết công việc của mình đã ổn nên từ Malaysia bay về Việt Nam xây dựng công ty riêng. Bỗng anh ngập ngừng nói nhỏ, vừa có thái độ thăm dò. Nhưng mà mục đích chính của anh là quay về tìm người con gái anh yêu. Không hay là cô ấy đã lập gia đình rồi? Anh mím môi dò xét, rồi tiếp tục. Mấy năm nay anh luôn đau đáu về em và đứa con năm đó của chúng ta. Chị đang uống nước thì sặc một cái, làm cho em bé giật mình, bắt đầu méo máu. Cô bối rối dỗ con gái, rồi tìm cớ tạm biệt ra về. Dũng vội gọi với theo, ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng chị đã đi nhanh ra cửa. Nhưng khi chuẩn bị qua trạm xe buýt thì đã thấy cậu thanh niên đeo kính râm lúc nãy ngồi đợi ở đó. Cô chợt dừng lại, cảm thấy hơi sợ không muốn bước qua. Cậu ấy cũng nhận ra cô, liền đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm và tiến về phía cô. Chi hoảng hốt run run định bỏ chạy thì Dũng bước đến mời cô lên xe của anh. Đứa bé trong tay Chi cũng khóc ré lên đầy hối thúc. Không còn cách nào khác, cô đành bước lên xe anh. Chiếc xe ô tô màu đỏ lướt qua trạm xe buýt. Không nhìn ra, nhưng cô cũng cảm nhận được cậu thanh niên vẫn đang chăm chú nhìn mình không rời. Đến khu biệt thự nhà mình, Chi vội xuống xe, lịch sự cảm ơn trước khi đi vào trong. Dũng ngó nghiêng ngôi nhà một hồi, rồi gọi ngược lại cô. Đoạn anh tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Chi giật mình vội rút tay lại, nhưng anh đã trao cho cô một sợi dây màu đỏ và nghiêm mặt dặn dò. Câu nói của anh mang đầy ẩn ý. Đây là bùa bình an của Thái Lan, anh đưa lại cho em. Mong em đừng thấy những thứ mà anh đã thấy. Nói xong, không để cho cô kịp hỏi thêm gì, anh liền lên xe chạy đi mất khúc. Đêm đó, Chi không ngủ được, cứ nằm mân mê lá bùa vương vức màu vàng trong tay. Nó có một mùi thơm vô cùng dễ chịu. Không hiểu sao Dũng khi không lại đưa cho cô một lá bùa. Câu nói đầy ẩn ý trước lúc ra về khiến cho cô nghĩ mãi không thôi. Có lẽ chỉ cần liên lạc với anh ta là sẽ có được câu trả lời. Nhưng thôi vậy, nên chấm dứt mối quan hệ ở đây. Không nên dây dưa với loại người như anh ta nhiều. Một bàn tay vỗ lên bờ vai nhỏ khiến cho cô giật mình, vội giấu lá bùa xuống dưới gối. Mạnh vừa tắm xong lên giường, ôm cô vào lòng âu yếm. Nằm trong vòng tay ấm áp của chồng, cô lại thấy có lỗi và bỗng chốc muốn thú nhận với anh một chuyện đã giấu kín từ lâu. Cô hơi quay lại, thỏ thẻ. Em có chuyện muốn nói. Để mai đi, anh mệt quá. Anh hôn nhẹ vào gái cô và thì thầm. Rất nhanh anh đã ngủ mê, không còn động đậy. Chị chỉ đành thở dài và chôn chặt những suy nghĩ đó. Sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
đêm khuya tại căn biệt thự, đồng hồ điểm 1:05. Chị choàng tỉnh, cô quay qua thấy Mạnh đang nằm xoay lưng về phía mình mà ngủ ngon lành. Cô lười biếng, mắt nhắm mắt mở đập đập giường mấy cái để gọi anh dậy pha sữa cho con. Nhưng anh vẫn nằm im lìm không lên tiếng. Em bé lúc này cũng thức giấc và ngọ nguậy trong nôi. Sợ con gái khóc, cô liền bật dậy đi pha sữa, không thèm gọi nữa. Nhưng phát hiện bình thủy đã hết nước nóng, cô chép miệng, khoác thêm áo đi xuống bếp, không quên dặn chồng dỗ con chờ cô quay lại. Trước khi ra cửa, còn nghe anh ậm ừ đồng ý. Nhưng xuống đến nơi, chị hoảng hồn khi thấy đèn trong bếp đang sáng, còn nghe rõ tiếng lục lội lỉnh kỉnh. Cô chợt nín thở, hồi hộp nuốt nước bọt, thận trọng bước từng bước nhỏ và tiện tay vơ lấy chậu hoa mang theo. Nghe tiếng bước chân đi ra, chị nấp sau bức tường và hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần. Có giây phút nghe tiếng bước chân đã ở ngay bên tai, nhanh như cắt, cô giơ cao chậu hoa, hét lên một tiếng thật to. Người kia cũng giật bắn mình mà hét lớn: "Chị, em làm gì?" Chị bây giờ mới ý thức được hành động của mình, liền hạ chậu hoa xuống. Thì ra Mạnh đã dậy trước, nhưng thấy cô ngủ ngon, anh đành lò dò xuống bếp pha sữa cho con. Em bé bật khóc lớn, chị vội vã chạy về phòng ngủ. Cô hấp tấp đến bên nôi, âu yếm ôm con gái bé nhỏ vào lòng. Vừa dỗ dành con gái trong tay, cô vừa xoay người định bước đến giường, thì trong ánh vàng của đèn ngủ mờ ảo, thấy thấp thoáng một bóng đen cao to kịch trần đang đứng lù lù sau bức rèm thưa. Chị đứng im bất động, bất chợt thấy trái tim mình run rẩy lên đến không thở nổi. Cô mở tròn đôi mắt hết cỡ, muốn la lên, nhưng cổ họng chợt nghẹn lại. Chỉ biết đứng sợ hãi, nhìn trừng trừng vào cái bóng kia. Đang không biết có phải là bóng hình của mình hắt lên tường hay không, thì nó đã chậm chạp đi qua đi lại đằng sau bức rèm. Trái tim cô cũng theo đó mà ngừng đập đi mấy nhịp. Bóng đen vừa giây trước còn in trên tường, chớp mắt đã đứng ở trên giường, hiện rõ khuôn mặt xanh xao, bệnh hoạn, với vô vàn nếp nhăn xô lệch nhau trên trán. Nó đang trợn ngược đôi mắt trắng giả đầy tà khí, còn nhe hàm răng xỉn màu, bẩn thỉu, và gầm lên, nghe âm thanh như ở cõi nào vọng về. Nó lao về phía trước, hung hãn như một con mãnh thú đang vồ lấy con mồi. Giây phút tưởng chừng như nó đã tóm được hai mẹ con bé nhỏ yếu ớt, thì Chi chỉ kịp nhắm nghiền mắt và té mạnh xuống sàn. Chiếc nôi em bé cũng lật xuống nằm chỏng chân. Cô quay lưng lại, cố bảo vệ công chúa trên tay, gào tên Mạnh thống thiết mà cầu cứu. Nghe tiếng động Mạnh và nghe Chi gọi tên mình đến lạc giọng, Mạnh cuống quýt lao lên phòng gọi tên cô. Đôi chân anh thoăn thoắt phóng một lúc 3-4 bậc thang để kịp thời lao đến với vợ. Đèn bật sáng choang. Anh thấy Chi rõ ràng ngồi ôm con thu lu một góc phòng, run rẩy mà thúc thích. Mặt cô lúc này cũng trắng bệch ra, không còn giọt máu. Đồ đạc của em bé vung vãi khắp mặt sàn. Đứa bé cũng bị dọa cho sợ hãi khóc thét lên không dỗ được. Đèn các nhà lân cận cũng được bật dần lên. Có lẽ ai cũng nghe được tiếng hét thất thanh vừa rồi của cô. Căn phòng lúc này tuyệt nhiên vắng lặng, không có một người lạ nào khác. Sau khi kiểm tra mọi ngõ ngách trong nhà và ngoài sân một lượt, công an thành phố vẫn không tìm được gì khả nghi, liền tạm biệt vợ chồng Mạnh rồi đi về. Anh cũng gãi đầu gãi tai tỏ ra áy náy vì đã làm phiền các anh công an và cả những người hàng xóm tốt bụng. Mỗi người an ủi Chi một câu rồi cũng quay về nhà. Em bé sau khi uống no sữa cũng ngủ say trên tay mẹ từ lúc nào,
về phòng ngủ. Sau khi đặt em bé gọn gàng trong nôi, Mạnh nắm chặt tay vợ ngồi xuống giường nói chuyện. Chị nói trong nước mắt: "Anh à, rõ ràng em đã thấy có bóng ai đó trên giường. Nó còn trả lời em. Lúc nãy nó xích vụ được em và con. Anh có tin em không?" Mạnh thở dài nhìn xuống cánh tay trắng nõn của cô, lại có thêm vết bầm tím. Là một bác sĩ, anh lo lắng nghĩ chắc là vợ mình đã quá vất vả khi một mình chăm em bé cả ngày, nên sức khỏe lẫn tinh thần đều đi xuống. Nhưng anh không nói ra, chỉ tìm cách dỗ dành cho cô an tâm hơn. "Để anh kiểm tra lại camera nha, em đừng sợ nữa." Mạnh mở điện thoại lên, nhưng không xem lại lịch sử được. Cả hai nhìn nhau ngơ ngác. Chị lại thấy bất an hơn ngàn lần. Mạnh ôm chặt lấy vai cô an ủi, nói mai sẽ cho người đến sửa. Nhưng không ngăn được nỗi sợ trong cô, lại cứ thế lớn dần lên. Chị đang ngủ, chợt giật mình vì âm thanh kẽo kẹt, nghe rất nhanh và lạnh lùng. Cô uể oải cố mở mắt ra thì thấy trời vẫn còn tối. Mạnh đã ra ngoài từ lúc nào mà không còn nằm bên cạnh cô nữa. Cô nhổm dậy ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm, thì chợt giật mình hoảng hốt khi thấy chiếc nồi con đang tự đưa vụ vụ ở góc phòng. Nghe rõ tiếng con gái đang nô đùa với vẻ rất thích thú. Thật nguy hiểm, cô trộm nghĩ và lập tức lao xuống giường, tiến về phía chiếc nồi đang lắc vùng vụt như một quả lắc đồng hồ. Nhưng giây phút cô chụp chiếc nồi lại thì nhanh như cắt, một thứ gì đó trông như trẻ sơ sinh trần truồng chui ra từ chiếc mùng nhỏ và bột chạy thẳng ra cánh cửa đang mở sẵn, mất hút vào trong màn đêm đen đặc. Từ xa chỉ còn vọng lại tiếng cười đùa, lúc này nghe thông đưa đầy quỷ dị. Chị kinh hồn bạc vía ngồi thụp xuống sàn. Cô mở to đôi mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa không chớp lấy một cái, sợ cái thứ không phải con gái cô sẽ quay trở lại. Cô muốn gọi Mạnh, nhưng cổ họng nghẹn đắng lại không gọi được. Giây phút cô lùi lại, đụng phải tấm rèm thưa trên giường ngủ, thì bỗng một bàn tay chụp lấy bờ vai cô và một giọng nói non nớt vang lên: "Chơi ú à không?" Một cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng và truyền đến gáy, làm tóc gáy và từng tế bào trong cô đang dựng ngược. Chị hoảng loạn vùng vẫy tứ chi, la hét khản giọng, cố xua đi cái thứ gớm ghiếc đang bám vào cơ thể mình. Cho tới khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường, trời vẫn tối om, chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc quạt sưởi kêu lên ồ ồ. Thì ra mình chỉ nằm mơ thôi. Chị thở phào thầm nghĩ và quay qua ôm lấy Mạnh để vơi đi nỗi bất an trong lòng. Nhưng chiếc giường trống không. Cô giật mình nhổm dậy thì thấy chiếc nôi đang tự đưa cọc cạch dưới chân giường. Chợt nhớ lại giấc mơ khi nãy, cô nuốt nước bọt, rón rén không dám đến thăm chừng mà cố gọi tên chồng mình. Đến khi chiếc nồi phát ra tiếng khóc thúc thích, có lẽ là em bé đã dậy đòi sữa, chị mới vượt qua nỗi sợ, lao đến bên con gái. Cô nhanh tay vén chiếc màn con trên nồi ra, và ngay lập tức chị giật bắn người, vội phủ chiếc màn xuống và đứng im như một người mất hồn. Bên trong chiếc nồi không phải là con gái cô, mà là một em bé. Nói đúng hơn là một bào thai đỏ hỏn, ốm đói và làn da mỏng manh, thấy rõ từng mạch máu trong cơ thể non nớt. Xung quanh chiếc đệm hồng còn vương chút máu tươi, đặc quánh và tanh tưởi. Đang còn hoảng hồn không biết bào thai kia ở đâu ra và hoảng sợ không biết con gái mình đang ở đâu, thì chiếc màn con kẻ động đậy. Bào thai quỷ dị đang đội màn mà leo ra. Chị chực chạy đi,
nhưng đôi chân lóng ngóng ngã quỵ ra sàn. Cô hoảng loạn lết đi cố tránh né bào thai đang leo ra khỏi nôi và từ từ bò về phía cô. Càng ngày càng hiện rõ gương mặt méo xệch còn chưa thành hình, với đôi mắt sưng húp và môi miệng bị xô lệch như đất sét bị nung chảy. Nó bò đến đâu, da thịt bị dính lại, rỉ máu đến đó. Chị chỉ biết bất lực nhìn trừng trừng vào bầu thai quỷ, trung trung cố xoay tay nắm cửa, nhưng bây giờ nó trở nên cứng ngắc, không tài nào mở được. Từng nào bước chân bầu thai đó bò đến là từng ấy nỗi sợ đang chiếm lấy trái tim cô. Tay chân cô rụng rời, cứ cố lết nhưng không còn chỗ lùi. Bầu thai ngày một gần, chợt nó bất ngờ đứng dậy, nhào tới ôm chầm lấy cô. Cô chỉ kịp vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, cầu xin nó tha cho mình. Một cảm giác kinh hãi tột cùng. Cô chỉ biết vùng vẫy, lăn lộn, cố lấy cái thứ nhớp nháp quỷ dị đó ra khỏi cơ thể mình. Và rồi chị tỉnh lại một lần nữa. Cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Gương mặt cô còn hoảng hốt sau những giấc mơ nối tiếp giấc mơ đầy ma quái. Mồ hôi lạnh lắm tắm trên trán và hơi thở hổn hển mệt nhọc không ngừng. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, nhưng vẫn là bầu trời âm u của Đà Lạt mùa đông giá rét. Từ đây có thể nghe rõ tiếng máy cắt cỏ đang chạy xè xè ở ngoài vườn. Cô thở phào nhìn quanh. Giờ này chắc Mạnh đã đi làm, không có anh ở trong phòng. Chợt thấy chiếc nồi con đang lắc lư nhẹ nhẹ, cửa phòng thì mở toang. Chị thận trọng bước xuống giường, bước từng bước nhỏ đến kiểm tra chiếc nồi, từng bước một. Chiếc nồi hiện ra trống rỗng, khiến cho cô giật mình hoảng hốt. Còn đang thắc mắc con gái bé bỏng đầu thì một giọng nói vang lên sau lưng. Ủa, con dậy rồi hả? Cô giật mình quay lại, cơ mặt lập tức giãn ra khi thấy mẹ cô cười hiền đang ôm con gái đứng đợi mình. Trời, mẹ lên hồi nào? Sao con không biết? Ba đỡ chưa mà mẹ lên đây? Mẹ chỉ cười, nói ba cô đã khỏe lại sau đợt điều trị kéo dài. Bà còn nói thêm Mạnh không yên tâm về hai mẹ con, nên đã gọi điện cho bà lên sớm, ở gần con gái cho đỡ cô đơn. Bà còn trách cô nôn nóng ra riêng làm cái gì, một mình chăm con nhỏ quá vất vả. Bà không lên kịp, cũng không biết con gái đã tiều tụy đến mức nào. Cô cười xòa và bảo không sao, ngủ được nhiều đã thấy tỉnh táo hơn rồi. Bà cũng đành lắc đầu, dục con gái rửa mặt ăn sáng. Bà đã chuẩn bị điểm tâm từ sớm. Có mẹ chăm sóc vẫn là tốt nhất. Chị cười tươi gật đầu đồng ý và bước vào nhà vệ sinh. Cô thay bộ pyjama, phát hiện vết bầm lại càng nhiều, dù đã dùng thuốc Mạnh kê mỗi ngày không bỏ sót. Chắc cơ thể thiếu chất quá nhiều, cô lắc đầu xua đi và lấy lọ thuốc ra uống thêm. Xong xuôi, cô ra ngoài thăm vườn thì thấy người đàn ông đang xịt thuốc cho cây. Cô cũng bước đến hỏi thăm, trả tiền công cho người ấy. Nhưng khi thấy cô, người đàn ông tự nhiên lóng ngóng, làm rớt cái bình xịt trên tay, kéo mũ che mặt không dám nhìn thẳng cô. Nhận tiền xong, ông liền cúi đầu rồi thu dọn đồ nghề ra về. Nhưng chị đã kịp gọi lại và hỏi thăm. Khoan đã chú ơi, chỗ đất này sao không trồng cây được? Mà dù con đã bón nhiều phân cho nó rồi, không biết nó bị sao nữa, cỏ cũng không mọc nổi luôn. Ông già có vẻ lấm lét không dám nhìn cô và trả lời qua loa trước khi lên xe đi mất. Dạ, cái gì nhiều quá cũng không tốt, cô cứ kệ cho nó nghỉ một thời gian đi, rồi trồng cây khác thử. À thôi cũng trễ rồi, tạm biệt cô nghe. Nói xong ông lại che mặt, hấp tấp lên xe rời đi, không dám quay đầu lại. Thấy thái độ kỳ lạ, cô vốn định hỏi thêm, nhưng ông lại đi quá nhanh. Cô cũng đành nhún vai đi vào trong nhà.
Tối đó Chi nhận được cuộc gọi của Mạnh, bảo là anh trực đêm một hôm không có về nhà. Anh ân cần dặn cô uống thuốc đúng giờ, mai mình sẽ về sớm. Cô cũng thông cảm cho anh. Rất nhanh em bé đã đến giờ đi ngủ. Bà ngoại cũng ngủ cùng cháu trên chiếc võng lớn. Còn mình Chi nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Cô định nói với mẹ chuyện giấc mơ kỳ lạ kia, nhưng bà đã ngủ mất rồi. Cô nói gì bà cũng ậm ừ đại khái, nên cuối cùng lại thôi. Có lẽ đi xa và cả ngày chăm sóc hai mẹ con, bà cũng mệt rồi. Chị cũng rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Đêm khuya thanh vắng, trời bắt đầu nổi cơn mưa phùn. Đồng hồ điểm 1:05. Chị tỉnh giấc, làm thế nào cũng không ngủ lại được. Cô rón rén xuống pha sẵn bình sữa để lát em bé dậy uống, thì phát hiện ra cửa phòng đã mở từ bao giờ. Cô bước đến toàn đóng cửa lại, thì đã nghe tiếng chạy rột rạc trên sàn gỗ từ trên lầu vọng xuống. Có lẽ là chuột. Vừa quay vào trong thì nghe rõ tiếng lục cục ở chiếc tủ gỗ ngoài hành lang. Cô hoảng hồn quay về phía phát ra tiếng động, đặt tay lên trái tim mình, ngăn không cho nó đập mạnh sợ hãi. Cả không gian lặng thinh và tối đen như mực. Thì bỗng có âm thanh gõ cửa rõ ràng, khô khốc vang lên. Chị nuốt nước bọt, thận trọng bước đến. Cô di chuyển chậm chậm như một con hổ đang rình mồi, rồi bất ngờ bật công tắc đèn hành lang lên. Chiếc tủ gỗ im lìm nằm đó trong ánh đỏ mờ mờ của bóng đèn mini. Bên dưới là viên bi bằng gỗ màu đỏ, thứ đồ chơi trẻ em bình thường. Có lẽ nó rơi ra và tạo âm thanh đó. Chắc bà ngoại sợ cháu nhặt được, cho nên giấu mấy cái đồ nguy hiểm đi đây mà. Không hiểu sao nó lại rơi ra, cô thầm nghĩ. Chị bây giờ mới thở phào, bước đến nhặt viên bi lên. Bỗng cánh cửa tủ kêu uỳnh một cái, lập tức hé mở. Và một bào thai đỏ hỏn ướt át rơi xuống sàn gỗ lạnh tanh. Rồi đèn hành lang phục tắt. Cả căn nhà tối mịt, chỉ còn lại tiếng hét thất thanh hoảng loạn của chị. Chị giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển không ngừng. Mồ hôi lạnh úa ra đầy trán và thấm ướt lưng áo. Lại là một giấc mơ đáng sợ. Cô lau mồ hôi và bước xuống giường, định thay chiếc áo khác, thì bên ngoài cửa có tiếng lóc cốc vang lên. Cô nín thở nhìn ra bên ngoài và liên hệ với giấc mơ khi nãy. Cô bỗng thấy rùng mình sợ hãi, vội lao đến bên võng định lay mẹ mình dậy, thì nghe rõ tiếng bước chân lên bậc thang gỗ. Cô nghĩ là Mạnh đã về, liền lao ra mở cửa. Nhưng âm thanh chợt im bặt. Cả căn nhà tối đen và im ắng, nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Âm thanh khô khốc từ chiếc tủ ngoài hành lang vang lên, khiến cho chị chết lặng. Cô từ từ ngoái đầu về phía phát ra âm thanh và run rẩy dò tìm công tắc đèn hành lang. Ánh đèn vàng mờ ảo được bật lên. Chiếc tủ gỗ vẫn nằm im lìm một góc. Căn nhà không có ai. Có khi mình mất ngủ và ngủ không sâu giấc nên hay mộng mị như Mạnh nói. Cô thở phào và định quay bước, thì lộc cộc, viên bi gỗ màu đỏ từ dưới chân tủ lăn đến chân cô. Chi hồn siêu phách tán, nhớ lại giấc mơ khi nãy. Nhưng một nỗi tò mò dâng lên, khiến cho cô muốn tìm hiểu thật ra là mơ hay thật. Rốt cuộc là vật hay ma? Tại sao cô cứ mơ về nó mãi? Nghĩ là làm, cô đá viên bi trở lại đáy tủ tối tăm. Cô hồi hộp trừng mắt chờ đợi, nhưng tất cả đều im re. Chỉ nghe được nhịp đập hoảng sợ của trái tim mình. Giây phút cô toan mở cửa vào phòng, thì lại lộc cộc. Viên bi gỗ bất ngờ lăn mạnh lại, như có ai tác động.
Bây giờ chị mới ý thức được tất cả. Dưới đáy tủ có khi nào là thứ quỷ dị kinh tởm mà cô đang nghĩ đến? Tim cô đập mạnh đầy thôi thúc. Cô run rẩy tụt lùi lại, cố tránh cái viên bi đỏ ma quái đó. Thì đúng lúc đèn hành lang vụt tắt đi. Cô run rẩy té xuống sàn và đang hoang mang tột độ để tìm đường lần mò vào trong phòng, thì một giọng nói trẻ con kề sát bên tai. Chơi ú à không? Cô giật bắn người chạy vụt vào phòng, chân thấp chân cao không đứng vững nữa, vừa bò vừa chạy, gào thét trong đêm khuya thanh vắng. Mẹ ơi, cô con với, mẹ ơi, có ma mẹ ơi. Đêm khuya tại khu phố biệt thự, có một ngôi nhà bật đèn sáng choang. Bỗng chốc ánh sáng lan khắp căn nhà và cứ thế để yên cho tới sáng, không dám tắt đi dù là một bóng. Sáng hôm sau, chị sau khi đưa bà ngoại và con gái sang nhà hàng xóm, cô lập tức gấp rút đi ra ngoài có việc. Mẹ cô gặng hỏi, nhưng cô dặn lòng sau khi xong việc sẽ kể cho bà nghe. Lúc sáng cô dậy sớm thay chăn gối thì lá bùa bình an ở dưới gối rơi ra. Chị chợt mường tượng về câu nói có phần lấp lửng và liên hệ về những điều kỳ lạ xảy đến với cô thời gian này. Cô lập tức rút điện thoại tìm số của Dũng. Cô phút trước còn đang bình tĩnh thì phút sau liền khuỵu xuống khóc run rẩy khi nghe Dũng thú nhận. Anh ngập ngừng, nói mình đã thấy linh hồn bào thai máu hay đi theo quấy phá, nên anh đã tỉnh lá bùa bình an từ Thái Lan luôn mang theo bên mình. Lúc đưa cô về nhà, anh cũng thấy bào thai quỷ đang ngồi trước cửa đợi cô về, nên mới trao lại lá bùa cho cô. Có lẽ nó đã ăn nỗi sợ của cô và đang dần lớn mạnh lên, nên anh tìm thầy giúp cô trừ đi mối nguy hại cho gia đình. Nghĩ đến người làm vườn lấm lét của mình và ái ngại không dám vào nhà, như nhìn thấy điều gì khủng khiếp, cô bất giác thấy nổi da gà. Chị khoác thêm chiếc áo măng tô dày, cầm ô bước ra khỏi cửa. Khung cảnh trước nhà bây giờ hoang tàn sơ sát, những cái cây khô đét và rụng lá vàng khắp sân. Bãi cỏ xanh cũng cháy xém từng mảng, chim chóc ở đâu cũng nằm chết dẫy quanh căn nhà. Khắp nơi tiêu điều như một căn nhà hoang. Người làm vườn đang tất bật dọn dẹp lại tất cả, nhưng là một người làm khác, nên cô đã không yên tâm khi để bà ngoại và con gái ở trong căn nhà của mình. Xe Dũng đổ lại cách vài căn nhà, chị nhanh chóng leo lên xe lao đi mất hút. Cô không hề biết Mạnh đã về và thấy cô bước lên xe người đàn ông lạ. Anh gọi điện nhưng cô để chế độ yên lặng nên không nghe. Anh cũng sinh hoài nghi, quay xe đi theo chiếc xe màu đỏ đó. Chiếc xe đi qua một đoạn đường dài, đến một huyện xa trung tâm thì rẽ vào một đường núi xa khu dân cư. Dũng và Chi nhanh chóng bước vào ngôi nhà cổ kính. Xung quanh là cây cối bao quanh rậm rạp. Khu nhà có vẻ vắng người, với thảm lá mục bay đầy khắp sân. Bên trong căn nhà cổ là một không gian âm u, với những lá bùa vàng đỏ treo thành dây chằng chịt và những kệ gỗ bày nhiều loại búp bê cũ kỹ, đủ hình dạng, chất liệu. Từ búp bê vải, búp bê bằng len và búp bê sứ, búp bê nhựa. Nhưng bây giờ thứ đồ tượng trưng cho sự đáng yêu, dễ thương ấy lại trở nên quỷ dị ma quái, khiến cho Chi bỗng thấy rợn cả người. Đến rồi sao? Vào đi. Một giọng nói ồm ồm vang lên, phá tan không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió xào xạc. Cả hai cũng nhanh chóng bước vào gian phòng khác. Pháp sư đầu trọc với bộ râu dài và bộ đồ trừ ma màu vàng đã ngồi chờ sẵn bên trong. Trước mặt là một đàn lễ tế đã chuẩn bị sẵn, gồm gà luộc, chén máu gà còn mới, bát cháo loãng và ít bánh kẹo đủ sắc màu. Ba nén nhang vừa mới thắp được cắm lên chén gạo trắng. Khói nhang mờ ảo khắp căn phòng,
Vị pháp sư cất tiếng mà không mở mắt ra. Muốn sống thì bước vào đây. Dũng Diệu Chi bước vào vòng trận pháp, quỳ trước đàn tế quỷ. Pháp sư mở mắt nhìn chầm chầm Chi từ trên xuống dưới và nhắm mắt cầu kinh. Đoạn ông ôm tồn nói thêm: bào thai bị ruồng bỏ năm xưa, nay thấy mẹ đã yêu thương đứa bé khác nên đem lòng ganh ghét, hóa quỷ mà ám mẹ, hồng mang theo mẹ về thế giới bên kia để làm mẹ mình. Nay nó đã hút hết dương khí từ cây cối động vật để mạnh lên. Nay mai nó sẽ hút cạn sinh khí của mẹ, mang theo linh hồn mẹ ở với nó mãi mãi. Nghe đến đây, Chi rụng rời tay chân. Những điều này từ nãy cô chưa hé môi nửa lời. Nghĩ lại khung cảnh tiêu điều sáng nay trước cửa nhà, có lẽ căn nhà đã bị quỷ ám. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ lúc chuyển đến đã thấy bồn chồn bất an mấy phần. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Vị pháp sư vuốt lại bộ râu dài, mấp máy một câu đầy ẩn ý: phải xem lòng thành của cô như thế nào. Hiểu được, Chi vội vàng lấy hết sắp tiền trong ví, bỏ lên cái đĩa trống trước mặt pháp sư. Nhưng ông vẫn ngồi im lạnh lùng. Cô hơi ngập ngừng nhìn Dũng. Anh cũng rút tất cả trong ví ra đặt lên đĩa. Vị pháp sư bây giờ mới bắt đầu hành động. Ông hất tay áo qua chiếc đĩa một cái, đĩa tiền mặt đã biến thành nén vàng mã trước sự ngạc nhiên vô cùng của hai người trước mặt. Đoạn ông vừa đốt vàng vừa giải thích: tiền mua chuột âm binh giúp ta bắt quỷ, còn ta vì cứu người chứ không vì tiền. Hai vị đừng hiểu lầm. Thùy Chi chắp tay cầu xin pháp sư cứu mình, cô sẽ hậu tạ, không dám có ý nghĩ nghi ngờ cao nhân. Ông đốt cháy vàng mã, phù chú trong tay ông cũng bốc cháy. Sau một hồi lầm rầm đọc kinh, trong làn khói mỏng manh và khét lẹt, thứ mùi đó làm cho cô đau đầu. Chị thấp thoáng nghe tiếng khóc nỉ non, thúc thích đến nao lòng. Cô hé hé mắt và thấy một bào thai quỷ đỏ hỏn đang quỳ bên ngoài pháp trận. Chị run rẩy quay đầu đi hướng khác, nhắm nghiền mắt lại, miệng cũng lẩm bẩm tiếng kinh cầu, nhưng không ngăn được tiếng kêu gào lạy lục van xin của bào thai quỷ đang ngày càng thống thiết. Chị run bắn cả người, chỉ biết nhắm nghiền mắt ngồi co rúm chờ đợi. Chốc chốc cô hé mắt xem con quỷ đã đi chưa, thì thấy nó thoát ẩn thoát hiện bốn hướng quanh vòng pháp trận và liên tục dập đầu cầu xin. Tiếng than khóc ngày càng rõ. Một lúc sau, không còn nghe tiếng rì rầm cầu kinh, không gian yên ắng lạ thường. Có lẽ con quỷ đã được trừ. Thùy Chi hé mắt một lần nữa dò tìm bào thai quỷ, nhưng xung quanh không còn thấy đâu nè. Giây phút cô thở phào nhẹ nhõm, thì có cảm giác mưa rơi xuống tóc mình. Một giọt, hai giọt, và một giọt rơi xuống trước mặt cô, đỏ tươi, tanh tưởi. Cô hoảng hốt ngửa mặt lên, thì đã thấy bào thai quỷ đang đu đưa trên trần nhà. Nó ngửa cổ nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu hun hút, không nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào. Máu trên người nó cứ thế nhiễu xuống gương mặt thanh tú của cô, từng giọt một. Thoát cái nó bất ngờ gầm lên, nhảy vào người cô nhanh như một con chim bối cá lao xuống săn mồi. Chị chỉ kịp ôm đầu la hét trong cơn hoảng loạn. Nhanh như cắt, pháp sư rút cây roi trong tay áo ra đánh vung vút vào không trung. Dũng cũng ôm lấy cô đang cuộn mình khóc sướt mướt và lớn tiếng cầu xin: xin con hãy siêu thoát đi, đừng làm hại mẹ con. Cha mẹ có lỗi với con nhiều, chúng ta không có duyên ở kiếp này, hẹn con ở kiếp sau nghe con.
Chị chỉ biết đưa tay ngăn những tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng và nhắm nghiền mắt tựa vào bờ vai của Dũng. Cô rắm rứt khóc, liên tục đấm vào trái tim mình, đau lòng tự trách. Pháp sư buông cây roi dính đầy máu đen ngòm xuống, quẹt dòng mồ hôi trên trán. Ông nhẹ nhàng nói đã trừ được bào thai quỷ, từ nay sẽ không còn gì uy hiếp đến tính mạng của cô được nữa. Hãy an tâm mà quay về nhà. Cả hai dập đầu cảm tạ vị pháp sư và bước ra ngoài. Mạnh không quen đường cho nên bây giờ mới tới nơi. Thấy chiếc xe màu đỏ của Dũng đang đổ trong sân nọ, anh cũng dừng lại và xuống xe tiến vào bên trong. Lúc này Dũng đang dìu Chi, quan tâm hỏi han. Nhìn em xanh xao quá, chồng em có đối xử tốt với em không? Thấy Thùy Chi e dè lảng tránh, Dũng ngập ngừng nói tiếp. Lúc nãy anh không phải nói suông. Với tội lỗi của mình nên kiếp này anh sẽ chịu dày vò một mình. Nếu kiếp sau có gặp lại nhau, anh muốn bù đắp cho em vạn lần. Chị định cảm ơn Dũng đã giúp cô trừ đi bào thai ác quỷ, nhưng người cô yêu là Mạnh, chỉ đành động viên anh quên đi chuyện cũ và tìm cho mình hạnh phúc mới. Nhưng chưa nói được lời nào thì đã nghe tiếng Mạnh vang lên sau lưng. Chị, em làm gì ở đây? Thấy người đàn ông khác đang nắm tay thề nguyện cùng với vợ mình, ánh mắt Mạnh tối sầm lại. Chị ngơ ngác một vài giây rồi giật mạnh tay mình ra, ấp úng không biết giải thích như thế nào. Không hiểu sao chồng mình lại có mặt ở đây. Không để Chi kịp phản ứng, Mạnh kéo cô về phía mình. Dũng cũng sững sờ và bắt đầu buông lời khiêu khích. Anh làm gì mạnh tay quá vậy? Cẩn thận, cô ấy còn đang yếu đó. Cảm ơn anh quan tâm. Vợ tôi tự biết chăm sóc. Mạnh cũng cười khẩy, quay ngoắt nắm tay Chi bước ra xe. Dũng không thua, liền nói với theo. Em cần gì cứ gọi cho anh. Vì em, anh nhảy vào biển lửa cũng không tự. Chiếc xe màu đen chạy nhanh rồi đổ lại ở căn biệt thự màu trắng. Mạnh xuống trước và bỏ vào trong nhà. Chi vội vã đuổi theo, nôn nóng giải thích với anh tất cả mọi chuyện. Lên tới phòng, Mạnh từ nãy tới giờ im lặng mới cảm thấy bùng nổ. Anh bất lực chống tay lên bàn làm việc và tiện tay hất hết giấy tờ, máy tính xuống. Kệ sách cũng theo bàn tay mạnh mẽ của anh mà đổ hết xuống sàn. Lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận như vậy. Chị sợ hãi ôm đầu né tránh và trưng trưng nói nhỏ khi thấy anh đã tạm bình tĩnh lại. Có chuyện em muốn thú nhận với anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Em và Dũng là người yêu cũ. Năm đó em mới 19 tuổi. Bọn em trót dại có con với nhau. Lúc đó anh ấy lại chuẩn bị đi du học, còn em cũng đậu vào trường đại học mơ ước. Cả hai không tìm được tiếng nói chung, không giải quyết được vấn đề, cũng không ai muốn bỏ lỡ cơ hội phát triển của tương lai, nên đã chia tay. Em nói gì? Dường như không tin vào những gì mình nghe được, Mạnh hỏi lại. Chia tay năm đó khi cái thai được 4 tháng. Bây giờ nó đã quay lại trả thù em. Anh ấy chỉ giúp em trừ đi nó. Em không phải đang lén lút qua lại với anh Dũng. Anh hãy tin em. Em bị điên sao Chi? Sao em có thể bịa chuyện như vậy? Em không có bịa. Em đã mơ rất nhiều điều quái dị, mà không phải mơ. Anh xem, anh sắp hút hết sinh khí của em rồi. Em đã thấy nó xuất hiện trong nhà của chúng ta. Chị vừa bối rối giải thích, vừa giơ những vết bầm chi chích khắp người cho Mạnh xem.
Anh thoáng sững sờ. Vợ anh lẽ nào đã bệnh trầm cảm sau sinh nặng rồi? Anh dịu giọng lại giải thích căn bệnh cho cô nghe, nhưng cô cố chấp muốn anh hiểu cho mình. Em không có trầm cảm, không có thiếu vitamin. Anh đừng ép em uống thuốc nữa, không có tác dụng gì đâu. Những lời sằng bậy của hắn đáng tin hơn anh có phải không? Em tin tưởng hắn hơn anh phải không? Em còn yêu hắn phải không? Mạnh hết chịu nổi, liền tóm lấy cô chất vấn. Nhìn thấy chị yếu đuối khóc sướt mướt trong vòng tay mình, bỗng chốc Mạnh lại thấy không đành lòng. Một chút lý trí còn sót lại dặn anh không được làm vợ mình bị thương. Anh lập tức mở cửa xô cô ra ngoài, tự nhốt mình và bất lực giày vò bản thân. Nghe ồn ào, bà ngoại ẵm em bé lên xem thử, thì chị vỡ òa ôm chầm lấy mẹ mà nức nở. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Năm đó cô đã phạm sai lầm không thể cứu chữa, bây giờ đang phải trả giá cho tất cả. Cái giá phải trả cho sai lầm trong quá khứ đó là không hề nhỏ. Chi đang dỗ con ngủ bên phòng mẹ thì nghe âm thanh đóng mở cửa rầm rầm. Cô lơ mơ tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng xe lên ga phi vèo đi trong đêm. Cô lay bà ngoại dậy trông con giúp mình, còn mình thì về phòng xem xét. Căn phòng vẫn ngổn ngang như khi nãy. Bỗng thấy hơi bất an, cô mở tủ đồ thì đã thấy Mạnh lấy vali cùng vài bộ quần áo đi theo. Cô thẫn thờ ngồi thụp xuống sàn, đụng trúng tấm hình cưới để bàn của cả hai. Cô đau đớn ôm lấy khung hình vào lòng và nước mắt lại bắt đầu rơi. Những ngày tiếp theo đó của gia đình Chi trôi qua trong yên bình. Cô không còn thấy ác mộng nhiều và giấc ngủ có cải thiện hơn. Có lẽ là nhờ có bà ngoại chăm sóc nên sức khỏe đã khả quan hơn đôi chút. Chỉ có điều tâm trạng của cô đang xuống dốc, vì mấy hôm nay Mạnh không về, cũng không gọi điện hỏi thăm mẹ con cô như thế nào. Anh cũng không có về bên nội, không biết rốt cuộc anh đã đi đâu. Chị mệt mỏi thả mình nằm dài trên ghế sofa. Cô dặn mình nằm nghỉ một lát thôi, chờ giặt đồ xong sẽ đem đi phơi. Nằm trên chiếc ghế êm ái, bỗng nhiên cô lại lười biếng tiếp đi lúc nào không hay. Một cơn gió thổi mạnh vào sân, làm tấm rèm mỏng tung bay theo, cuốn ngay vào nhà. Thật lạ lùng là hình dạng tấm rèm lại y như một hình em bé đang mắc kẹt vào tấm vải lớn và nô đùa chạy nhảy đi vào trong nhà. Chị mơ màng nghe tiếng bước chân bình bịch chạy lên trên tầng. Cô chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh nhưng không có ai. Bỗng thấy tấm rèm trắng nằm vương trên sàn. Cô định nhặt lại thì máy báo khóc bắt đầu nhận tín hiệu, kêu lên rè rè, và nghe rõ tiếng em bé khóc trắm rứt. Cô cầm chiếc máy định chạy lên lầu thì bỗng cô xem lại màn hình camera một lượt. Phòng ngủ im lìm, trống không. Đúng hơn là cả căn nhà giờ đây chỉ còn một mình Chi đang đứng đó. Cô nín thở từ từ đứng lên. Chiếc máy báo khóc trên tai vẫn phát tín hiệu. Giọng em bé vẫn khóc đâu đó văng vẳng. Đang chăm chú vào chiếc máy đang cầm trên tay thì trên tầng 3 lại có tiếng động như đang đùa giỡn, cùng với tiếng cười quỷ dị vọng xuống. Chiếc máy cũng bắt được âm thanh tương tự. Chi ngửa cổ nhìn lên cầu thang xoắn ốc. Tiếng cười và tiếng bước chân lon ton đang chạy trên cầu thang gỗ lộc cộc, lộc cộc. Tiếng bước chân
cười đùa ngày càng gần hơn. Trái tim của cô cũng theo đó mà đập mạnh hơn. Cô như bị thôi miên, cứ đứng ngẩn ngơ theo dõi không nhấc chân nổi. Trong đầu cũng rất hỗn loạn, không biết đây là thật hay là mơ. Chỉ nghĩ được bấy nhiêu thì tiếng bước chân đang ngày một gần, gần hơn nữa, chỉ ngay trên phòng ngủ của cô. Chỉ giờ đây tưởng tượng như mình không thở nổi, cô hồi hộp đến nghe cả hơi thở nặng nề của trái tim mình. Cô nhìn về phía cầu thang và nhìn trừng trừng, như thể sắp thấy điều gì đó kinh khủng nhất. Máy báo khóc ngưng phát tín hiệu, chị cũng giật mình trở về thực tế. Có khi nào Mạnh nói đúng, mình đang bị trầm cảm nên hay tưởng tượng? Vốn không có gì trong ngôi nhà này cả. Cô xua đi nỗi sợ, tự trấn an mình. Nhưng ngay khi vừa thở vào thì chiếc máy lại bắt tín hiệu mạnh hơn. Một giọng nói vang lên trong tiếng rè rè. Chơi ú à không? Sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Chị hốt hoảng đánh rơi chiếc máy đang cầm trên tay và toan bỏ chạy. Nhưng chưa kịp quay đầu thì đã thấy trong màn hình tivi, tấm rèm mỏng sau lưng đang động đậy khe khẽ. Bây giờ trong cô là tột cùng của sợ hãi. Từ lúc nào cô đã đứng chết chân tại chỗ, không di chuyển nổi. Chỉ còn biết đứng chôn chân và há hốc hết cỡ, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào trong màn hình. Tấm rèm đang đội lên từ từ, như có một đứa bé trốn ở trong đó. Trái tim cô đập mạnh, hơi thở ngày càng nặng nề, đầy mệt nhọc. Cô trung rẩy muốn quỵ xuống, nhưng lý trí thôi thúc mau trốn khỏi cái thứ ma quỷ đó đi. Cô từ từ quay lại, muốn nhìn cho rõ nó là có thật hay chỉ là ảo giác. Thì nó lập tức giơ hai tay về phía trước, nhào về phía cô. Chị bấn loạn lập tức ngã nhào về phía sau và đưa hai tay đỡ tấm rèm lại. Hành động vô thức tự bảo vệ mình khỏi bóng ma rùng rợn đang cố lao tới. Cô cố bò lết, la hét khản cả giọng để xua đi cái bóng trắng ma quái kia. Cô quẩy đạp loạn xạ và va chạm thật mạnh vào kệ tivi. Đến khi định thần lại thì cái tivi đã rung rinh và đập mạnh xuống đất. Chị nhanh như cắt né sang được một bên, bà lờm cơm bỏ chạy, vừa chực rơi nước mắt. Cô cố hét lên thất thanh, bỏ chạy ra bên ngoài. Đằng sau là tấm rèm thưa nằm yên trên sàn, còn đang dính máu đỏ tươi. Chiều hôm đó, chị ngồi ôm con gái thẫn thờ. Người hàng xóm tốt bụng mang qua đủ loại thánh giá và nước thánh trừ tà. Cô nói trong nước mắt: con tưởng đã trừ được nó rồi, nhưng sao nó cứ theo ám con như thế này? Chắc con chết đi nó mới vừa lòng. Năm đó con nên chết đi, để không liên lụy đến ai mới phải. Nói xong, cô lại khóc trắm trức ôm chặt con gái. Mẹ cô thở dài và ôm cô vào lòng an ủi. Là một người mẹ, bà tin và thấu hiểu những gì con gái đang phải chịu đựng. Nhìn cô thất thần khi nghe tiếng động lạ và đêm ngủ không yên giấc, mặt mày trắng bệch thiếu sức sống, bà cũng thấy đau đớn hơn cô vạn lần. Đang trò chuyện thì một người đàn ông đứng bên ngoài bấm chuông liên tục. Bà vội ra mở cổng, và người hàng xóm tốt bụng cũng đã ra về. Chị khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, nhẹ nhàng đặt con gái vào trong nôi. Bà nhanh chóng trở vào cùng với một người đàn ông tầm 50, trông hiền từ và giản dị, với chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần tây cũng đã cũ. Ông cứ nhìn quanh ngôi nhà xem xét, không để ý chị đang khẽ gật đầu chào mình. Bà ngoại liền giới thiệu: đây là thầy Chim, bạn cũ của ba con. Ông nghe chuyện rất lo cho con, nên nhờ thầy đến xem xét ngôi nhà.
Con cứ nói những gì con đã gặp cho thầy nghe đi con. Chi ngập ngừng mời thầy Chim ngồi và sẵn sàng kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Ông ra hiệu đừng nói vội và gọi điện thoại cho ai đó. Bên kia bắt máy, ông ôn tồn dặn dò vài câu trước khi quay trở lại câu chuyện. Con đem cho ta chậu lụa đỏ trên kệ. Ờ, đúng nó rồi. Mang đến địa chỉ này cho thầy. Cất điện thoại vào trong túi, bây giờ ông mới nhìn thẳng Chi, nhướng mắt ra hiệu cho cô muốn nói gì. Chi cũng e dè thuật lại câu chuyện quá khứ của mình và những chuyện mình đã gặp cho đến khi tìm được pháp sư trừ tà. Cô còn ngập ngừng nói thêm. Con tưởng trừ tà xong thì bào thai quỷ sẽ không còn ám con nữa. Nhưng mà có lẽ nó quá mạnh. Nó bây giờ xuất hiện rõ ràng giữa ban ngày và muốn lấy mạng con. Con còn phải nuôi con của con nữa. Con sợ lắm. Xin thầy giúp con với. Ông thầy chưa kịp lên tiếng thì một tiếng nói vang lên từ sau lưng. Mọi người thôi cái trò giả thần giả quỷ, đi lừa người khác đi được hay không? Chị ngó nghiêng ra ngoài, đã thấy Mạnh đang tiến vào. Cô đưa hai tay bịt miệng lại, ngăn cảm xúc hỗn loạn trong mình lúc này. Anh cũng trao cho cô cái ánh nhìn dịu dàng, bước đến xoa đầu cô âu yếm. Thật không dám tin anh đã về nhà. Trong lòng cô cứ đinh ninh anh đã bỏ rơi mẹ con cô lại một mình. Đoạn anh nghiêm mặt quay ra tiếp tục chất vấn vị pháp sư vừa mới đến. Em ấy đã rất khổ sở và dằn vặt vì chuyện không hay đã qua. Các người còn cấu kết nhau hãm hại, lừa đảo một cô gái yếu đuối. Thần thánh ở đâu? Có thấy điều các người đang làm hay không? Đoạn anh giơ lá bùa bình an của Chi ra. Các người bán cho mấy lá bùa tẩm xăng và kẹo X66 không phải để cho mấy hít vào mỗi ngày rồi sinh ra ảo giác hay sao? Thấy Chi nhìn mình ngơ ngác, chắc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân, Mạnh ôm lấy vai cô và lo lắng giải thích thêm. Chi à, không có ma quỷ gì cả. Hãy tin anh. Hôm giờ năm thầm nhà bạn của mình bên hình sự điều tra, tra ra không ít chuyện. Hắn và lão pháp sư kia vốn là kẻ buôn bán chất cấm và bùa ngải trái phép, lừa tiền không ít người bằng những câu chuyện chúng thiêu dệt nên. Thế em nhẹ dạ cả tin thì đã cho em ngửi chất gây ảo giác mỗi ngày. Nhưng lúc anh vắng nhà, chúng còn cho người giả làm công nhân làm vườn, xịt thuốc cháy cỏ, vứt xác gia cầm chết vào trong sân, hòng làm cho em tin là căn nhà thật sự có ma quỷ và tìm bọn chúng đi cúng tiền trừ quỷ. Thấy của hình sự theo dõi, chúng đã tháo chạy về hướng biên giới Campuchia rồi. Bây giờ đang bị truy nã. Sợ hắn biết nhà và về làm hại em nên anh mới tức tốc trở về. Chị ôm đầu và trừng trừng nước mắt, không tin được những gì chồng mình vừa kể. Hóa ra mọi chuyện ngay từ đầu là cái bẫy của Dũng sao? Sao mình lúc đó cứ như bị che mờ mắt, anh ta nói cái gì cũng tin theo, cuối cùng vơ vét hết tiền bạc mà đưa cho người ta. Hóa ra cái lúc ở nhà pháp sư, ông ta cũng cố tình đốt áp viện nên mình mới bị ảo giác. Mình nên nghe lời Mạnh, mình thật ngu ngốc. Cô tự trách và đấm luôn vào đầu mình thầm thập. Mạnh nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống và ngập ngừng nói thêm. Anh mong cô đừng thấy dằn vặt và sống trong cảm giác tội lỗi đến cuối đời. Cổ họng Chi nghẹn ứ, một cảm giác buồn nôn dâng lên. Cô bịt miệng và khum người nôn khan nhưng không nôn được. Là con người với nhau mà Dũng lại bày nhiều thủ đoạn để hãm hại lừa gạt cô như vậy. Còn dám lấy đứa con xấu số ra kiếm chác được tiền. Hắn đúng là không bằng loài cầm thú, đúng là ác quỷ, khiến cho người khác phải buồn nôn. Chị khóc cho sự ngu ngốc của mình. Cho thời gian qua,
và cho đứa con xấu số. Đã mất đi rồi còn bị cha lợi dụng, xem như công cụ kiếm tiền. Mọi người an ủi động viên nhau, không ai để ý một thanh niên vừa xuống xe buýt và đang ôm cái chậu lựu đỏ đi vào bên trong. Thầy Chim bây giờ mới nở nụ cười hiền từ và từ tốn lên tiếng. Cậu Mạnh à, tôi biết cậu không tin chuyện tâm linh, nhưng cậu không tin không có nghĩa điều đó không có thật. Cậu có biết có một thế giới cũng đang vận hành song song với thế giới của ta đang sống, gọi là hư vô hay không? Mạnh tỏ ra không quan tâm và dặn Chi không được quá tin người. Anh cũng khẳng định cô chỉ bị bệnh trầm cảm vì suy nghĩ quá nhiều nên gặp ác mộng chứ không hề có gặp ma. Anh dặn dò bà ngoại tiễn thầy Chim về và cho mấy ít tiền, cảm ơn vì đã đến. Một cậu thanh niên cao và gầy, trong chiếc áo sơ mi và quần âu lịch sự, đặt chậu lựu đỏ ở ngoài hiên và tiến vào bên trong chào hỏi. Chị vừa thấy bóng dáng của cậu liền sợ hãi nép sau lưng Mạnh. Đó chính là cậu thanh niên kỳ lạ cứ theo dõi cô ở quán cà phê lúc trước khi mới chuyển lên Đà Lạt. Không để cậu chào hỏi hết câu, chị liền lên tiếng đầy nghi vấn. Ông và cậu ấy đã theo dõi tôi có đúng không? Lúc mới lên Đà Lạt, chính cậu ta cố tình theo dõi tôi ở quán cà phê đó. Cậu thanh niên bây giờ mới bỏ cặp kính ra, thấy rõ hai màu mắt, một đen một xanh dương lạ kỳ. Cậu cũng ngỡ ngàng nhận ra Chi và nhìn sang phía thầy mình thắc mắc. Có vẻ như là một chàng trai ít nói, thầy cũng hiểu ý và giới thiệu. Đây là học trò của tôi, tên là Khải Hoàng. Nó là người đặc biệt, hiểu rõ cuộc sống từ dưới đáy xã hội cho đến thế giới bên kia đó. Mạnh nhìn cậu thanh niên chừng 17 tuổi một hồi rồi dò xét. Con nhỏ không lo học hành mà đã đi theo con đường buôn thần bán thánh, ba mẹ cậu không lo chứ? Nó giống là đứa trẻ lai tạp, không biết ba mẹ mình là ai. Từ nhỏ nó được bán từ tay người này qua tay người khác, từ Philippines sang Macau rồi về Việt Nam, làm đủ công việc khắc ám, từ trồng cho đến buôn áp phiện đó. Nghe đến đây, ai cũng lặng người để nghe tiếp câu chuyện. 10 năm trước, nó gặp tai nạn thảm khốc trên chuyến xe buôn người, chỉ duy nhất nó còn sống. Từ đó nó đã là người không hẳn thuộc về thế giới này. Khải Hoàng nhìn về phía Thùy Chi, rụt rè nói nhỏ với thầy mình vài điều. Ông cũng lắng nghe và thuật lại. Đúng vậy đó, nó là người ở quán cà phê hôm đó. Từ khi cô xuống xe, nó đã thấy có một bào thai quỷ cứ luôn bám theo đòi mẹ. Nó đã định cảnh báo đến cô. Bà ngoại và Chi đều há hốc mồm sửng sốt. Điều này từ nãy họ vốn chưa nói cho cậu nghe. Vả lại cậu thanh niên này với cô hoàn toàn xa lạ, sao cậu ấy lại biết rõ chuyện này? Lẽ nào cậu ấy có đôi mắt âm dương? Lẽ nào thực sự thời gian qua mình đã bị quỷ ám? Thầy Chim bây giờ mới thở dài và đề nghị. Cô có muốn trò chuyện với đứa con xấu số của mình hay không? Khải Hoàng nó sẽ giúp cô. Nếu không tin vào điều gì, chi bằng hãy tự mình khám phá. Đêm khuya tại căn biệt thự, hôm nay không có mưa, nhưng bầu trời đêm bỗng nổi gió. Bên ngoài thông reo rì rào như tiếng kêu gào. Thầy Chim xem lại đồng hồ, bây giờ là 1 giờ sáng. Chi hồi hộp ngồi vào bàn và nắm chặt tay cậu thanh niên. Cậu ấy dặn dò kỹ lưỡng trước khi thôi miên cô. Có 2 điều nhớ kỹ.
không được buông tay em ra và không được lên tiếng ở cõi hư vô. Nếu không chị sẽ bị lạc đường và kẹt lại nơi đó mãi mãi. Bây giờ chị nhắm mắt lại và đếm đến 12 theo tiếng kim dây đồng hồ. Mọi nghi ngờ của chị hôm nay sẽ được sáng tỏ. Bà ngoại vừa ôm em bé, vừa mím môi nín thở chờ đợi. Mạnh cũng nhắm mắt chịu theo ý chị một lần. Vì cô nói có khi cảm giác gặp em bé rất thật, không phải là ảo giác, cũng không phải là mơ. Hy vọng hôm nay mọi chuyện được giải quyết, vợ anh không phải chịu nhiều bất an nữa. Cô nhắm mắt và bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Đến khắc thứ 12. Chi phì cười, lắc đầu đứng dậy, nói mình không làm được, không thể rơi vào trạng thái thôi miên. Nhưng khi mở mắt ra, cô bàng hoàng chết lặng khi thấy mình đang nắm tay Khải Hoàng, đứng giữa không gian khác. Đầu óc cô quay mòng mòng, không thể tin mới giây trước còn ngồi ở nhà, giây sau đã thấy mình ở một nơi vắng tanh xa lạ. Nơi đây tối đen và mênh mông trời nước. Quay đi quay lại, bốn bên chỉ thấy đường chân trời. Đây chính là cõi hư vô sao? Chi? Chi à? Giọng Mạnh ở đâu gọi tên cô, nghe âm vang như ở nơi nào vọng về. Cô định bụng trả lời anh thì Khải Hoàng đã đưa tay lên miệng mình, ra hiệu đừng lên tiếng. Chi bây giờ mới nhớ ra và cũng đưa tay lên môi, gật đầu mấy cái. Đoạn cậu cúi xuống nhặt chiếc đèn dầu đang tỏa ra thứ ánh sáng leo lét hiếm hoi giữa chốn hoang vu lên, dẫn Chi bước lên chiếc thuyền độc mộc đang chờ sẵn. Cả không gian giờ đây là một màn đêm tĩnh mịch, nghe rõ tiếng mái chèo khua chậm chậm trên mặt hồ yên ả. Chiếc thuyền sau một hồi lặng lẽ lướt trên mặt nước cũng đã cập bến. Khải Hoàng cũng đã mang theo chiếc đèn dầu để soi đường. Hôm nay người áo đen không vội rời bến mà nán lại đứng yên chờ đợi. Có lẽ người bí ẩn đã biết họ không phải là linh hồn thuộc về thế giới này. Cả hai nhanh chóng bước vào trong cái ngách tối tăm và sâu hun hút. Nghe rõ tiếng gió đang kêu u u, như ai đang cất lên tiếng hú vô vọng và thống thiết. Chị ngửa cổ ngẩn ngơ, ngắm ánh trăng màu đỏ máu đang treo trên cao, và dải tượng âm binh khoác áo choàng dài chấm đất, cao chọc trời, đang xếp hàng đứng trang nghiêm. Không thể tin được mình đang đi vào cõi hư vô. Vượt qua hố đen u tối, Khải Hoàng thành thục dẫn cô vượt qua khu rừng khẳng khiu và trụi lá. Cô để ý đến một cây du rậm rạp, tua tủa gai nhọn như một con nhím xù lông. Và cô sợ hãi quay đi khi bắt gặp những ánh mắt đỏ rực thấp thoáng trong hốc cây đen xị. Có vẻ như Khải Hoàng rất quen thuộc với địa hình ở đây. Cứ im lặng đi theo và nín thở quan sát tiếp. Vô vàn đôi mắt màu đỏ phát sáng đang chớp nháy theo bước chân của cả hai. Sau lưng họ, sứ giả kền kền đậu lại trên cái đầu lâu to như trái núi và chăm chú quan sát từng bước chân của hai linh hồn đi lạc. Thoáng chốc cả hai đã đến dãy phố Tịch Liêu. Trông cũng không khác gì khu biệt thự nơi cô ở, nhưng tất cả tối đen, tĩnh mịch và đóng cửa im lìm. Chỉ còn lại tiếng gió từ xa thổi tới nghe xào xạc. Ở đây, thầy chim xem lại đồng hồ, rồi bất chợt nói: "Cũng đến giờ rồi, mở cửa ra." Mạnh không hiểu là đến giờ gì, nhưng anh cũng rời bàn và bước đến mở toang cửa chính ra. Khải Hoàng dẫn Chi đi chậm chậm và quan sát thận trọng từng căn nhà. Cô cũng thấy hơi ớn lạnh và sợ hãi, chỉ biết theo chắc từng bước chân của anh. Càng vào sâu trong khu phố, những âm thanh mỏng nhẹ bắt đầu vang lên.
cô ngơ ngác quay tới quay lui tìm nơi phát ra tiếng ồn. Có lẽ là từ đâu đó hai bên dãy nhà tăm tối. Nghe thấp thoáng là tiếng máy nghe nhạc, tiếng đồng hồ cùng với lời cầu kinh rầm rì, da diết. Có lẽ là lời thì thầm từ Dương Thế, chị trộm nghĩ. Cả con đường giờ đây chỉ có ánh sáng leo lét hắt ra từ chiếc đèn dầu. Đến một ngôi biệt thự đang mở cửa đợi sẵn, Khải Hoàng liền nắm tay cô tiến vào bên trong. Chị ngỡ ngàng quan sát xung quanh. Đó chính là ngôi nhà của cô đang ở mà. Đang không biết mình nên làm gì ở đây, thì qua ánh sáng mờ mờ đã thấy một người đàn ông cao lớn cầm dao hầm hầm đứng ngay sofa. Cô giật mình thụt lùi né tránh và quay đi tiếp, thì một người phụ nữ lù lù xuất hiện với vẻ mặt hốt hoảng tột cùng. Chị chột dạ bật ngược ra sau, bịt miệng lại để không thốt lên thành tiếng kêu. Cả hai linh hồn cứ thế đứng yên nhìn nhau như tượng sáp. Đây là chủ đời trước của căn nhà. Ông giết vợ mình, sau đó tự vẫn. Vì vẫn còn ấm ức cái chết bất đắc kỳ tử, nên cả hai vẫn chưa siêu thoát. Nhưng chị yên tâm, bông này không hại người. Chị ngờ ngợ nhìn xung quanh, đã thấy Khải Hoàng nhìn cô gật đầu. Hóa ra có thể giao tiếp bằng ý nghĩ như thế này. Chúng ta làm gì ở đây? Sắp rồi chị. Một tiếng thét não nề vang lên, và cả hai quay lại đã không thấy cặp vợ chồng đâu nữa. Chi còn chưa hết bàng hoàng thì liền thấy Mạnh ở khu bếp đi ra. Trông anh bây giờ cũng xám xịt như cô. Anh ra cửa quan sát một lúc rồi liền đóng lại. Giây phút cánh cửa nặng nề khép lại, một bào thai quỷ đỏ hỏn vừa cười vừa chạy vào bên trong. Mạnh sau đó leo lên sofa ngủ ngon lành. Hiểu rồi, nơi đây lưu lại ký ức đã bị lãng quên và những giấc mơ từ Dương Thế. Cô gật gù nhận định và cả hai trong đèn đi theo bào thai quỷ lên cầu thang. Đến phòng ngủ, chị suýt đứng tim khi thấy mình đang ngủ say. Nguy quá, bào thai quỷ đang ở đây. Cô không suy nghĩ được, liền bước vào vỗ vai mình một cái. Chị trên giường cựa quậy, rồi lại tiếp tục quay ra ngủ tiếp. Bào thai đỏ hỏn cũng cuộn tròn nằm xuống dưới chân cô. Đến đây, cô bất chợt liên hệ đến những giấc mơ đứt đoạn đã trải qua và rùng mình ôm lấy vai mình run rẩy. Chị xem, nó không hại chị. Chị cũng gật đầu mấy cái đồng ý với Khải Hoàng. Nó cũng như một đứa trẻ nghịch ngợm, nằm giường chán rồi thì xuống nôi đưa vù vù, giỡn cười thích thú. Lúc đó cô đều ngủ say không hay biết, nhưng bằng cách nào đó nó đã đi vào giấc mơ của cô. Cô thấy bản thân mình đang ôm ấp con gái và lắc lư ru hời. Nó cũng nằm dưới chân ngoan ngoãn lắng nghe. Khi cô ngủ say, em bé bất chợt ọ ẹ. Nó lại với tay đung đưa chiếc nôi như đang đưa cho em bé ngủ. Những lúc cô chơi ú òa với con gái, cô bé tươi cười thích thú, thì nó cũng khúc khích cười theo. Chị bỗng cảm thấy len lỏi cảm giác xúc động. Có vẻ như nó chỉ âm thầm ở bên cô, chứ không muốn làm hại cô. Nó không phải ác quỷ như cô đã tưởng. Cô bước theo nó lên tầng 3 và chứng kiến nó khám phá kho đồ, lục lọi đồ đạc, chơi mệt lại ngủ quên trên đó. Có lúc nhặt được viên bi gỗ màu đỏ phát ra âm thanh lộc cộc, nó rất thích thú và cứ thế lặng lẽ chơi một mình. Chị yên lặng quan sát
nhớ ra đó chính là cái đêm mà cô mơ thấy viên bi màu đỏ. Nó cũng như bao đứa trẻ trên dương thế, thích thú với món đồ chơi mới chưa thấy bao giờ. Thấy nó cứ lén nhìn vào phòng ngủ, rồi nấp dưới chiếc tủ gỗ một mình. Chắc nó cũng cô đơn và muốn tìm người chơi cùng nó. Chị bước vội xuống cầu thang nghe lộc cộc và không thể gọi to mình dậy, nên cô gõ vài tiếng cốc cốc lên cửa và lên tủ nhằm thu hút sự chú ý. Thấy cô xuất hiện, nó rất vui và lăng viên bi đỏ nó thích nhất đến tặng cho cô. Còn cô thì đá lại về phía nó, tưởng rằng mẹ đang chơi với mình. Nó phấn khích lăng viên bi về phía cô thêm lần nữa. Nhưng chính đêm đó, cô đã bị dọa cho sợ hãi và chạy biến vào trong phòng trốn tránh bào thai. Nó dường như cũng hoảng sợ, chui xuống gầm tủ mà trốn luôn. Nó u buồn khóc thút thít không dám trở ra nữa. Chị chợt nhớ ra, lúc sáng nó đã lao đến cứu cô một mạng vào cái giây phút chiếc tivi ngã nghiêng và đổ ụp xuống đất. Có thứ gì đó đã kịp đẩy cô sang một bên, tránh đi những mảnh vỡ làm cho bị thương. Chứng kiến những điều lạ lùng này, chị bỗng thấy đau lòng hơn là sợ. Cô đưa tay lên môi ngăn tiếng nấc nghẹn, nhưng không ngăn nổi âm thanh thúc thích khe khẽ thoát ra. Khải Hoàng giật mình ngăn lại, nhưng không còn kịp nữa. Bào thai quỷ đã đánh hơi được và chậm rãi chui từ trong tấm rèm thưa chui ra. Một bào thai quỷ đỏ hỏn, mong manh và chưa rõ hình hài, với ngũ quan còn xô lệch chưa rõ ràng. Nó yên lặng đứng bằng tứ chi và đánh hơi trong không trung. Khải Hoàng kéo tay cô chạy đi, nhưng cô dặn tay ra và ngồi xuống chang tay ra đợi nó. Dường như nó nhận ra cô, cô vừa khóc vừa gọi khẽ: "Đến đây, con của mẹ." Chỉ chờ có thế, nó nhoẻn miệng cười, lao vào lòng cô âu yếm. Giờ đây cô không còn ghê sợ nó, mà cô ấp ủ cơ thể bé bỏng đó trong vòng tay. "Xin lỗi chị đã sợ con. Suýt chút nữa mẹ làm hại con rồi." "Mẹ không hại con. Mẹ luôn cầu nguyện cho con. Cuối cùng mẹ cũng đã đến tìm con. Mẹ ơi, ở lại với con nha." Cả hai cứ thế ôm lấy nhau thủ thỉ. Chị trong giây phút yếu lòng cứ thế ngồi ôm chặt con mình không buông. Trên sàn bắt đầu mọc lên bộ rễ nhỏ và chi chít hồng níu kéo cô lại cõi hư vô. Cứ như thế này cô sẽ bằng lòng với Phong Nhi mất thôi. Khải Hoàng hoảng hốt lay cô dậy, gọi tên cô nhưng vô dụng. Bộ rễ chần lan lên người cô và ôm lấy hai mẹ con lại. Nó đã thành công giữ mẹ lại cõi hư vô. Ở dương gian, con gái chị bỗng khóc tré lên đồi sữa. Mạnh liền dỗ dành em bé và nóng lòng gọi tên chị. Từ nãy đến giờ đã quá lâu rồi mà cô vẫn chưa tỉnh dậy. "Chị à, anh và con đợi em. Nè, đến đi con, mẹ sẽ về liền." Nghe tiếng khóc của con gái và tiếng Mạnh vọng về, bây giờ Thùy Chi mới sực tỉnh. Cô nới lỏng vòng tay và bộ rễ ma quái cũng dần lan xuống, mất khúc vào sàn nhà lạnh giá. Khải Hoàng lắc đầu thở dài: "Người sống và người chết không thể ở cùng nhau. Con nghe ta, hãy siêu thoát và tìm một gia đình mới cho mình. Nơi đó sẽ có một gia đình thực sự dành cho con. Con cố chấp ở lại bên mẹ sẽ vô tình hút hết sinh khí, làm cho mẹ chết dần chết mòn. Người không ra người, ma không ra ma.
con có muốn mẹ con trở nên như vậy hay không? Bào thai khẽ lắc đầu mấy cái rồi trả lời. Thật hả mẹ? Con không biết đã làm hại mẹ. Mẹ ma lại đến rồi. Thời gian của con đã hết. Tạm biệt mẹ. Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên. Khải Hoàng nhìn xuống, đã thấy mẹ ma xõa tóc đang ngồi trên bộ hài cốt ngựa, đứng yên chờ đợi. Bào thai quỷ cũng rời vòng tay của mẹ, chạy lon ton xuống lầu. Có lẽ nó đã tìm được câu trả lời. Mẹ nó vẫn yêu nó và nghĩ đến nó. Chỉ như vậy nó cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng hơn, không còn oán trách và bằng lòng để mẹ ma dẫn nó đi đầu thai. Nghĩ đến mấy năm qua đứa con chưa thành hình phải sống chui rút nơi tăm tối, không ai chăm sóc, không ai yêu thương, không ai nhớ đến, chị bất giác đau khổ rơi nước mắt. Một nỗi đau giằng xé tâm can khi chính mình đã nghi ngờ con mình là quỷ và muốn trừ nó đi. Mình không xứng đáng làm mẹ, mình không đáng làm người. Cô ôm lấy trái tim mình đau đớn và không chịu nổi nữa, liền thét lên theo bóng ngựa đang quất dần vào dãy phi lao cuối chân trời. Mẹ yêu con, kiếp sau hãy làm con của mẹ. Nghe chị đang ngồi im bất động bỗng gào lên đầy đau khổ, ai cũng giật mình hoảng hốt. Thầy chim cũng lập tức biến sắc, liền khẩn trương kéo mạnh đi trồng cây lựu đỏ vào chỗ đất cằn cỗi cây cối không mọc nổi kia. Nguy rồi, nhanh lên, không sẽ không kịp đó. Tiếng kêu gào thống thiết giữa chốn hoang vu rất nhanh đã kinh động đến âm giới. Ngạ quỷ từ trong bóng tối mở bừng đôi mắt đỏ âu, láo liên và háo đói. Chúng lập tức túa ra tìm linh hồn không thuộc về thế giới hư vô kia. Sứ giả kền kền cũng kháo nhau bay lượn trên nền trời đỏ thẫm, kêu quạt quạt ồn ào, hòng thu hút sự chú ý của đám ngạ quỷ đang đánh hơi con mồi. Chúa tể đầu lâu cũng phun ra thứ máu đỏ tanh tưởi và đặc quánh, dụ dỗ lũ ngạ quỷ đổ về dự buổi tiệc trăng máu. Khải Hoàng cũng nhanh như cắt kéo Thùy Chi chạy ra khỏi khu nhà. Cô cũng kịp nhìn thấy những vong hồn vất vưởng không biết từ đâu đổ về dày đặc, đang cố kéo cô lại, hòng thay thế linh hồn cô để trở về dương thế. Ở dương gian, Khải Hoàng và Chi đang ngồi im, bỗng trung lên bần bật. Bàn tay cả hai đang nắm chặt cũng bất giác rời nhau ra. Thì ở âm ti, Chi cũng bị kéo tuột lại, rời khỏi Khải Hoàng đang cố đưa cô chạy trốn. Thầy chim hốt hoảng giữ bàn tay cả hai lại, nắm lấy nhau chắc nịch. Khải Hoàng khi này cũng quay lại, nắm được tay cô. Chi sợ hãi cố dùng hai tay nắm chặt Khải Hoàng và lao đi theo bước chân cậu. Đừng buông tay em. Đến khu rừng ma quái, vong hồn mới thôi truy đuổi vì sợ xuất hiện dưới ánh trăng sẽ bị ngạ quỷ đánh hơi thấy và ăn mất linh hồn. Họ chỉ còn biết đứng nhìn trừng trừng theo hai người bằng một đôi mắt sâu u tối. Chi không dám quay lại nhìn nữa mà nôn nóng muốn trở về thế giới của mình. Những con ngạ quỷ già đời đang kháo nhau đánh hơi linh hồn người sống. Chi run bắn người, đưa tay bịt mũi miệng và theo từng bước chân của Khải Hoàng không rời. Cả hai cố nín thở không phát ra tiếng động và né tránh ngạ quỷ đang cố nghe ngóng đánh hơi. Đằng xa, sứ giả kền kền đang bay lượn, kêu lên những tiếng đục ngầu. Cậu liền kéo Chi chạy về phía tháp chuông cổ kính và cũng hoang tàn đổ nát. Dây leo chết chóc chằng chịt trên ngọn tháp kỳ nát lấy công trình. Hồi chuông vang lên báo hiệu đã tới giờ đóng kết giới. Đánh hơi được linh hồn người dương thế lạc lối, con ngạ quỷ già đời liền dùng tứ chi đuổi theo hướng cả hai. Bọn ngạ quỷ con cũng thi nhau mà đuổi theo về hướng tháp chuông, ngõ tắt
hướng về cái ngách đen tách biệt hai cõi âm dương. Hoàng đang cố nắm chặt lấy tay Chi, lọt thởm vào đàn ngạ quỷ đang phi nhanh và bò đầy trên thành ngách, không tìm đường trở về dương thế theo linh hồn đang tháo chạy. Vách tường kiên cố bỗng nhiên động đậy, và từng người khổng lồ giơ cây tiết bản đồ sộ ra khỏi áo choàng dài chấm đất đang vào nhau, rồi bất ngờ cắm mạnh xuống đất tiêu diệt đàn ngạ quỷ hung hãn đang cố bám theo hai linh hồn. Ngọn đèn dầu leo lét dẫn lối Khải Hoàng thoát ra khỏi hố đen an toàn. Tên ngạ quỷ già cỗi và xảo quyệt cũng an toàn theo dấu chân anh. Nó chồm lên định vồ lấy cả hai, hòng thay thế linh hồn nhập về thân xác, thì ngay lập tức sứ giả kền kền hạ cánh vồ lấy nó, và thân ngạ quỷ ngàn năm đến đây là tan biến thành cát bụi. Lũ ngạ quỷ con cũng sợ hãi chạy trốn về nơi chúng thuộc về. Cả hai bây giờ mới thở phào, và con thuyền lại xuôi theo dòng nước hướng về cây lựu đỏ đang đứng yên chờ đợi. Chi mở bừng mắt ra, nước mắt cứ thế chảy thành hai dòng nóng hổi. Mạnh hốt hoảng ôm lấy cô vào lòng. Cô cứ thế úp mặt vào vai anh nức nở. Những vết bầm tím cũng cứ thế mà tan đi. Tâm hồn cô sau bao nhiêu năm dằn vặt cuối cùng cũng đã được chữa lành. Thầy Chim dặn dò, căn nhà này vốn xây lên ở chốn thiên và không làm phép nhà, nên ma quỷ cứ thế ra vào. Hôm nay ông sẽ lập giao ước với cõi âm bằng cây lựu thánh, ngăn không cho ma quỷ cứ thế tùy ý ra vào. Cây lựu đỏ sẽ là ranh giới tách biệt hai cõi âm dương, không ai được đào lên, nếu không hậu quả khó lường trước được. Cả nhà bốn người ôm chầm lấy nhau mà khóc thúc thích. Chi ôm con gái vào lòng, cô bé cũng vùi đầu tìm sữa mẹ. Ở trong vòng tay ấm áp của gia đình, cô mới tin rằng mình thực sự đã trở về dương thế. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Phần Dũng, hắn đã bị bắt khi lẩn trốn tại khu rừng Thiên Tam Giác Vàng. Vốn dĩ địa hình hiểm trở và thời gian không còn nhiều, tổ hình sự đã định bỏ cuộc, nhưng hắn bất ngờ chạy ra khỏi hang và cầu xin được chịu trói. Nhóm trinh sát ai cũng ngạc nhiên khi thấy hắn thân tàn ma dại với nhiều vết cắn nhỏ đã mưng mủ. Hắn bây giờ trông ốm đói với hốc mắt sâu và cứ luôn miệng van xin: "Cha, cha sai rồi, đừng hại cha lại con, kiếp sau cha làm trâu làm ngựa để đền tội cho con." Thấy hắn như vậy, tổ trinh sát đã đưa vào bệnh viện tâm thần. Không biết do thiếu thuốc hay gặp ảo giác, hay có thế lực gì đó điều khiển, Dũng ngày ngày trốn chui trốn nhủi, van xin bác sĩ đừng hại hắn. Hắn sai rồi. Hắn bây giờ như một con quỷ đói, sợ nước và ánh sáng, suốt ngày cứ rút sâu vào gầm giường, sủa lên như tiếng chó khi bác sĩ cố tiếp cận và cho uống thuốc, tiêm thuốc cho. Đồ ăn hắn cũng sợ, bảo có hình bào thai sống đang nhìn hắn. Hắn luôn lo âu, sợ có người hãm hại, đêm ngủ hay giật mình kêu gào. Cho tới một ngày, bác sĩ thấy hắn đã treo cổ tự vẫn, kết thúc một kiếp người. Trên đường về thấy Khải Hoàng có vẻ trầm tư, thầy Chim liền gặng hỏi. Bây giờ Khải Hoàng mới thưa: "So với việc bị bỏ đi trong bụng mẹ, do việc sinh con ra đem bán đi, cái nào tàn nhẫn hơn thưa thầy?" Thầy Chim nghẹn lại, không biết trả lời làm sao. Con người vốn không thể lựa chọn khi nào mình sinh ra, chỉ có sai lầm của người lớn vô tình làm cho những linh hồn non nớt phải tổn thương. Người ta còn tàn nhẫn lợi dụng sự ngây thơ của con trẻ để phục vụ lợi ích hắc ám của bản thân mình, vô tình làm vấy bẩn những tâm hồn non nớt. Vậy rốt cuộc ai là người, ai mới là quỷ đây?
Ta cảm thấy con người tồn tại trên thế gian đều mang một ý nghĩa gì đó. Không phải ai cũng có khả năng dạo cõi âm ti mà vẫn trở về toàn mạng đâu. Lại đến hai lần. Hoàng cũng phì cười. Nụ cười hiếm hoi của cậu thanh niên vốn ít nói. Các cậu và thầy chim vốn cũng không có người nhà hay họ hàng thân thích gì, cứ nương tựa nhau mà sống qua ngày. Có khi nào cả hai kết hợp lại với nhau mang đến một ý nghĩa gì đó của tạo hóa mà cậu chưa khám phá ra? Khải Hoàng luôn cảm thấy cậu vẫn còn nhiệm vụ gì đó chưa làm, nên sứ giả kền kền mới để cho cậu an toàn trở về dương thế. Năm nay thầy bao nhiêu tuổi? Sư giả đã cảnh báo thời gian của con không còn nhiều. Lần tới còn phạm cấm kỵ sẽ bị giam giữ vĩnh viễn. Không biết con và thầy ai sẽ chết trước đây? Thầy chim bỗng thấy chột dạ, lặng lẽ lau nước mắt. Thời gian ở cõi âm và cõi dương vốn khác nhau. Khải Hoàng đã hai lần từ cõi âm trở về, trái với giới luật, tự nhiên sẽ tổn thọ. Nhưng để giúp bào thai vất vưởng đáng thương bị nghi ngờ là quỷ dữ được siêu thoát, cậu cũng bằng lòng chấp nhận. Vốn dĩ cuộc đời cậu cũng chưa bao giờ vui. Có điều cậu sợ mình sẽ đi trước thầy mình một bước. Thầy chim sớm cũng đã coi cậu như con mình. Giờ đây chỉ muốn cậu an yên một đời, không phải dấn thân vào chốn nguy hiểm nữa. Ta cũng già rồi, đã đến lúc giải nghệ, sống một cuộc sống bình thường rồi. Ở phía trước kia, cuộc hành trình dương thế của cả hai vẫn còn tiếp tục. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác Thai, một sáng tác của tác giả mới Giấc Mơ, nhưng mà là một tập truyện rất hay phải không? Rất mong quý thính giả sẽ luôn ủng hộ cho bạn ấy, giống như ủng hộ những tác giả của kênh chúng ta. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.